thương mở lối chỉ chói sáng nhiệm màu. Khi yêu thương mở lối phước đức lớn từng ngày. Khi yêu thương mở lối phước trí mới tròn đầy. Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình tươi sáng hơn. Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình vui tươi hơn. Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình đang sống hơn. Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình rộng mở hơn. Vì yêu thương đó là cội nguồn luôn sống soi khắp thế gian. Vì yêu thương đó là quà tặng của tạo hóa. Vì yêu thương đó là muôn loài được sống chung trong an bình. Vì yêu thương đó nơi nào cũng sáng trong. Ôi vui thay khắp nơi yêu thương đang mở lối. Và xin tri ân những gì tạo hóa đã cho tôi hôm nay. Ngày hôm nay tôi nguyện một lòng yêu cuộc sống để cho bao yêu thương tràn ngập khắp nơi chung quanh tôi. Tâm tôi yêu cuộc đời như cuộc đời yêu lấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Lại nữa chỉ bày cho chúng sanh thấy biết Phật xuất thế nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới. Chỉ bày thần thông biến hóa của tất cả Phật. Chỉ bày oai lực giải thoát bất tư nghì của Bồ Tát cho tất cả chúng sanh. Lại chỉ dạy cho tất cả chúng sanh thành mãn hạnh nguyện và tất cả trí tánh của Bồ Tát Phổ Hiền. Đại Bồ Tát phương tiện dùng những thân thanh tịnh vi diệu như vậy để nhiếp thủ tất cả chúng sanh, làm cho họ đều thành tựu thân nhất thiết tí, công đức thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn do phát thí phát sanh mà hồi hướng như vậy: nguyện thân tôi tùy ở thế giới nào mà tu hạnh Bồ Tát, chúng sanh được thấy thì đều chẳng luống uổng. Họ đều phát tâm Bồ Đề, trọn không thối chuyển, thuận theo nghĩa chân thiệt không bị lay động. Nơi tất cả thế giới, tột kiếp vị lai luôn an trụ nơi đạo Bồ Tát không hề mỏi nhàm. Đại bi tràn khắp lượng đồng pháp giới, biết căn tánh của chúng sanh, thuyết pháp phải thời luôn không thôi nghĩ. Đối với các bậc thiện tri thức, tâm thường chánh niệm nhẫn đến chẳng bỏ rời khoảng một sát na. Tất cả chư Phật thường hiện tiền, lòng vững chánh niệm chưa hề tạm rời giải đãi.
tu những thiện căn không chút hư dối, đặt để chúng sanh nơi nhất thiết trí, làm cho họ không thối chuyển, đủ tất cả ánh sáng Phật Pháp, giữ mây đại Pháp, thọ mưa đại Pháp, tu hạnh Bồ Tát, vào tất cả chúng sanh mà tất cả Phật độ, vào tất cả Pháp, vào tất cả ba đời, vào trí nghiệp báo của tất cả chúng sanh, vào trí phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát, vào trí xuất sanh của Bồ Tát, vào trí cảnh giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, vào thần thông tự tại của tất cả các Phật, vào tất cả vô biên pháp giới an trụ nơi đây để tu hạnh Bồ Tát. Kỳ rồi mình nói sơ sơ về cái Phật xuất thế thì ở trại một cõi của mình thôi. Nhưng rồi Phật lại xuất thế tất cả các cõi. Thì vậy là nhiều Đức Phật xuất hiện các cõi hay là một Đức Phật? Một Đức Phật hay nhiều Đức Phật? Ví dụ như cách đây hơn 2600 năm thì có vị Đại Bồ Tát hiện thân xuống cõi của mình tu hành thành Phật. Thì vậy là một Đức Phật hiện thân xuống một cõi của mình hay là sao? À, đây là một trong những cái để, tại vì các vị Bồ Tát muốn chỉ cho chúng ta là Đức Phật xuất thế ở nơi một thế giới hoặc là nơi tất cả thế giới. Thật ra khi đã thành Phật rồi, như Đức Phật chúng ta là gì? Mình nói vài cái câu là buổi sáng mình hay đảnh lễ, nếu trong cái nghi thức tụng niệm khuya đó, nhất tâm đảnh lễ gì? Ta bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên bá là ngàn, là muôn, là vẹn, là ức, tức là số nhiều vô kể. Như đó là hóa thân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy một Bồ Tát đến giai đoạn mà đã thành Phật, tức là đủ cái hạnh nguyện để thành Phật rồi á, tức là trước khi mà Bồ Tát thành Phật trong giai đoạn đi cứu độ chúng sanh, có khả năng cũng đã phân thân rồi. Hiểu không? Tức là một vị có thể phân thân làm nhiều vị để đi nhiều cõi tu hành. Đến khi thành Phật gọi là thiên bá ức hóa thân, tức là ngàn muôn ức thân của Đức Phật đã phân thân hằng hà theo số cõi nước. Thì cũng giống như xuống cõi mình đó, tức là bây giờ Bồ Tát gọi là chỉ bài cho chúng sanh để biết Đức Phật xuất thế ở một thế giới. Thì như vậy là cách đây hơn 2500 năm có một vị Bồ Tát xuống cõi của mình tu hành thành Phật tại đây. Như vậy là Bồ Tát hộ minh nó cũng có khả năng đi tới một cái thế giới nào đó, hoặc là nhiều thế giới nào đó cũng tu hành thành Phật như vậy. Và khi mà tới cõi nào thì sao? Cũng mượn thân của cái chúng sanh ở cõi đó, đúng không? Nhưng chúng ta phải thấy rõ điều này, mượn thân ở cõi đó để mà xuất hiện. Ý vậy là cõi của mình á, được sinh ra làm người thì đương nhiên là mượn nghiệp người rồi. Đó là cái chuyện bình thường mình cũng đã hiểu rồi, đúng không? Nhưng mà có nằm trong thai suốt 9 tháng 10 ngày như mình nghĩ không? Này hỏi thiệt, cái lâu nay chúng ta hiểu rồi sao? Cái này mới là cái hay á. Giờ có ai thắc mắc không, nữa là từ Bồ Tát chui vô thai có nằm luôn rõ không? Có ai thắc mắc không chứ? Này hỏi thiệt, cái này cái chuyện cái chuyện trong đạo Phật. Giờ hỏi ngược lại câu là từ hồi Bồ Tát hộ minh chui vô thai nằm luôn, trọng bị kẹt không ra được đúng không? Cho tới 9 tháng 10 ngày đẻ ra. Đó. Lần nay tức là cái mùa Phật đản cũng nhiều thầy giảng nói, nhưng mà tôi cũng ít nghe ông thầy nào nói vụ này. Chuyện này mới hấp dẫn nè. Cho nên Bồ Tát mà khi mà nói Đức Phật xuất thế là các vị phải sao ta? Phải nói rất rõ ràng điều này. Ví dụ như bây giờ nha, mình cũng đang phân thân này, ví dụ như mình ngồi mình nhớ cái người nào đó của mình đi,
mình vẫn ngồi đây, đúng không? Nhưng mà cái tâm của mình đang hướng về người đó, mình nhớ người đó, và người đó bị chấn động, có không? Ví dụ như mẹ nhớ con quá, con sốt ruột ở đâu cũng chạy về thăm, ví dụ vậy đó. Thì đó cũng là một phân thân á, cái tác ý của mình là một phân thân. Phân thân theo kiểu phàm. Nhưng mà chư Phật ở cái cảnh giới cái giác ngộ á, này phải nói chuyện từ thiên nghe nó mới rõ. Cũng chuyện từ thiên nữa. Trong cái trận từ thiên mà đánh á, là bên kia nó nhiều binh quá, đúng không? Một mình anh đánh không nổi, anh hốt rùm lông nhà nhà, anh phun ra bầy khỉ. Khỉ nào cũng giống anh hết, rồi đánh đứa lung tung hết thì anh mới thắng nổi. Đó thì cái chuyện của con khỉ nó là như vậy. Có nghĩa là cái đoạn này thì Ngô Thừa Ân diễn tả như sao? Cái ý thức của chúng ta nó không phải là khởi lận niệm, không phải trong một sát na, trong một phút, một giây là chỉ có một niệm duy nhất thôi, mà nó hằng hà, sa số những niệm tương ứng với nhau. Nó giống như neuron não bộ mà nó động một cái là nó động hết tất cả cái neuron não bộ của mình, thì nó mới bắt đầu nó mới phát sinh ra cái niệm. Và niệm đó nó mới tác động tới quan nguyên khứ hải, mới nó vọng ngược lên, đó là để tác động tới thanh quản, tới lưỡi chúng ta mới phát ra âm thanh. Thì như vậy là ở cái cõi phàm của mình là cũng có cái dạng phân thân rồi. Nhưng bây giờ khoa học hiện đại nó phân thân kiểu nào? Đặt cái máy chủ này thôi, khắp tất cả thế giới này bao nhiêu cái máy còn hoạt động đâu, biết không? Biết, nghe chưa? Thì là tất cả máy con muốn hoạt động đều phải thông qua máy chủ mới phát đi. Cái dạng nó cũng giống vậy á. Thì chỉ cần một máy chủ thôi, có bao nhiêu cái máy con. Nói về máy móc nha, mình đang nói về máy móc. Nhưng mà khi con người thành tựu khoa học kỹ thuật thì có khả năng làm được cái việc đó rồi. Bây giờ sắp tới nó có một cái loại máy nữa, cái này mình nói thôi nha, chứ chưa biết khoa học có nghiên cứu chưa. Nó có một cái loại máy nó y như vệ tinh vậy. Thay vì vệ tinh bây giờ là nó sẽ bắt sóng tất cả các cái máy để nó hoạt động ở khắp nơi. Ví dụ như bây giờ nó bắt cái sóng của điện thoại của mình, đúng không? Thì máy mình hoạt động kiểu gì nó có sóng là nó sẽ bắt được, và tất cả những thông tin nói qua nói lại, tin nhắn, tất cả những gì đều sao? Máy chủ đều thu được hết, nhận biết được hết, dữ liệu có bao nhiêu là nó nắm hết. Đó là chuyện của máy. Và tại sao Đức Phật nói là khắp mười phương cõi nước này có bao nhiêu trận mưa và bao nhiêu hạt ta đều biết không sót một hạt nào? Thì chúng ta tin nổi Đức Phật ở cái tầng đó không? Đó, nói về trí tuệ của Đức Phật. Thì vậy là Đức Phật thừa biết khắp mười phương cõi nước này, nếu có một trận mưa bao nhiêu hạt Đức Phật biết. Thì cũng như trong Kinh Pháp Hoa nói là khắp mười phương pháp giới này chúng sanh nghĩ cái gì? Nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ đúng, nghĩ sai, tu hành tinh tấn, tu hành giải đãi, ở giữa chợ, ở trong chùa hoặc là ở trong rừng vắng, ta đều biết hết. Bây giờ mình nói mình biết tâm người khác là mình đã khó rồi, đúng không? Cho nên mình nói là Đức Phật phân thân thiên ba ức là hơi khó tin. Nhưng mà chúng ta tin lại đi. Nhưng mà trước mắt là trở lại cái chuyện Bồ Tát vô thai, Bồ Tát hậu minh, tức là sau khi mà cái lễ cúng cầu mưa của vua Tịnh Phạn xong, thì đêm đó là hoàng hậu Maya nằm mộng mà thấy con voi sáu ngà từ ở trên bay xuống, cái là khai hông của bà nhả cái ngoài ngà voi vô. Thì chuyện đó sáng đem ra bàn rồi nó thấy bà hoàng hậu mang thai. Thì chúng ta xem như ngay đó thọ thai đi. Thọ thai thì như vậy là với mình, cái chuyện thọ thai thì mình biết rồi, có nghĩa là cái người bình thường như mình nha, mình nói người bình thường như mình, sau khi bỏ cái thân này thì sẽ mang thân trung ấm. Nhà không nhất thiết là được vào thai liền đâu, chưa có quyết định cái chuyện đó nổi đâu. Có nhiều thầy cũng nói là sau khi thọ thân trung ấm xong là thọ thai liền, không có. Nhưng phải trải qua rất là nhiều tuần, tức là 7 tuần. 7 tuần là cái mức mà thấp nhất. Chứ là trong kinh nói là cứ mỗi tuần thất thì thay đổi thân trung ấm, lần tuần thất thay đổi thân trung ấm một lần cũng là một lần chết đi sống lại. Nhưng mà lần đó nó không có đau khổ như lần đầu. Tại vì
cái thân tung ấm mà thay đổi á, thì nó đã quen thuộc với cái cảnh giới đó rồi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái cảnh quen thuộc của mình suốt mấy mươi năm mà mình đã nhận thân tung ấm và sinh hoạt trong cái thế giới mà nó không vật chất á, thì lúc đầu mình hơi bị gọi là cái gì ta, bất ngờ, cái gì cũng bất ngờ hết, cái gì nó cũng không có giống như bây giờ. Mặc dù mình vẫn thấy cái sinh hoạt loài người, hiểu không? Cái lúc đó thân trung ấm vẫn thấy mình sinh hoạt, thấy mọi cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này như mình đang quan sát. Nhưng mà được cái là không bị mang cái thân nặng trọc mấy mươi ký này, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái thấy biết nó không có thông qua não bộ nữa, hiểu không? Cái nhận định, cái hiểu biết á, cái thấy nghe nó không thông qua não bộ nữa. Thì vậy là nó bắt sống từ từ những cái dao động của gì ta, giống như ý thức à, ngang ở ý thức đi. Thì vậy là cái ý thức nó nhận biết mọi duyên cảnh mà không qua cái não bộ của vật chất nha, tuyệt đối không có nữa. Và nó làm việc trực tiếp với dữ liệu mà huân tập ở trong A Lại Gia Thức. Vì lúc đó cái sắc quẩn thô phù, tức là cái nặng trọc mấy chục ký mình nó không còn dùng, thì nó cũng do cái gì? Do cái tâm tưởng, cái ngã tưởng, cái ảo giác, cái ảo tưởng và cái chấp trước thân cũ của mình, hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình ngã ra thì mình mất, bỏ cái thân này thì mình cũng tưởng tượng là cái thân mình nó dễ. Thì cái khăn đó, cái khu biệt tâm thức đó, nó giống như nó chụp hình một lần sau cuối cái hình dạng của mình như thế nào, thì mình sẽ đi trong cái thế giới âm bằng cái hình dáng như thế đó. Tức là mình tưởng mình như thế đó, hiểu không? Mình là nam, mình là nữ, mình là già, mình là trẻ gì đó, là cái cuối cùng của mình. Khi mà bỏ cái sắc thân này á, thì mình lại chụp hình lần cuối cùng, đó là mình sẽ đi trong cõi âm bằng cái thân đó. Nhưng mà ông già kia đó lụm khụm đi không nổi. Nhưng mà sau khi bỏ cái thân này 2-3 ngày rồi thì tự động họ ý thức được là họ đi thoải mái hơn. Hồi đầu thì không có biết, nhưng mà 5 ngày 3 ngày trở lên và một tuần đầu thì họ bắt đầu họ thấy là họ lưu chuyển trong cái thế giới mà không vật chất á, một cách tự do tự tại. Lần lần họ nhận ra điều này. Nếu như trong cái lễ tang mà có người khai thị thì họ sẽ nhận ra liền, còn không là tới hết cả một tuần họ mới nhận ra. Thì còn 6 tuần trở lại họ sống trong thế giới âm. Thứ nhất là họ chiêu cảm những cái nghiệp cũng tương quan tới cuộc sống này, và họ cũng vẫn có buồn thương giận ghét như bây giờ, nhưng mà nó không có động tới não bộ thôi. Tâm buồn, cái tâm lúc này là họ sẽ ý thức được rõ ràng là cái tâm mình buồn. Tâm mình buồn là mình buồn, tâm mình vui là mình vui, mà nó không phải là cái hoạt động của thân. Nó cũng tưởng tượng như mình đang còn đi còn đứng còn sinh hoạt như bây giờ à, cái thần thức đó nó vẫn nguyên như vậy. Tại vì hôm trước mình nói rồi, nó chỉ bỏ cái thân sắc quẩn thôi chứ còn nguyên tất cả mọi thứ. Và mấy ngày đầu thì họ không nhận ra được đâu. Ví dụ như là họ chết cái thấy vợ khóc, cái họ lời hộ vỗ về nói là không sao rồi em, anh ở đây nè, rồi nói vậy đó. Như bả không có hay. Nhưng mà nó vẫn làm, con nó khóc và nó cũng lại vỗ về, nhưng mà đứa con nó không hay. Không hay tức là nó là cái cõi không vật chất, nó không có tác động trực tiếp được với vật chất. Và một ngày hai ngày nó nhận ra, một ngày hai ngày cái thần thức nó nhận ra là mình không còn nói chuyện trực tiếp với cái người thân mình giống như hồi trước nữa. Nó lần lần nó nhận ra vậy, tức là nó lại, người ta gọi là cái gì ta, cái thủ tục mà mở cửa mã của miền Nam miền Bắc không biết có không á. Miền Nam thì chết 3 ngày họ kéo con gà tét quét vòng vòng rồi mở cửa mã nó cái nghi nữa đó. Có nghĩa là gì? Tới ngày đó trở lên á, tới ngày thứ ba, thứ tư trở lên thì cái người mất đó họ sẽ ý thức toàn bộ là họ đã hoàn toàn không còn là vật chất, không còn sinh hoạt như đời thường,
không còn ăn nói sinh hoạt ăn uống như những người bình thường nữa, mà họ đã ở thế giới khác rồi. Cái ngày mở cửa mã là xem như cái ngày mà ví dụ như thường ta chết có thể để 3 ngày 4 ngày gì đó đúng không, xong rồi tới 3 ngày sau mới mở cửa mã là được tuần, tức là tới tuần thất thứ hai như mình nói rồi đó, tức là hết tuần thất đầu rồi thay đổi cái thân trung ấm lần thứ hai thì họ thấy cũng khác, nó nhẹ nhàng, nó tự động, nó cũng mất cái thân này, nó hình thành cái thân khác nhẹ hơn, thì họ thấy là nó không có khác với cái mà đã tuần một tuần lễ nay họ vừa cái mang cái thân đó. Nó như vậy đó. Thì vậy là tới khi mình không nói tới chuyện mấy người bị tội rồi, mình đang nói chuyện những người rất là bình thường, thì họ cũng tự do đi tới đi lui. Và nếu như những người mà có quy y Tam Bảo thì cái việc mà vào ra chùa nó rất là dễ dàng, tại vì từ cái lúc chúng ta quy y là mấy cái ông hộ pháp ở cái chùa đó đó, và cũng như là cái danh sách mà của những người đã được quy y thì trong cái hệ thống mà gọi là hộ pháp của Tam Bảo đó, là gần như nó thông nhau cái danh sách này nha. Cho nên là mình được tự do vào ra các đạo tràng. Còn những người chưa quy y á thì phải có một cái thủ tục quy y. Sau khi mất thì cái thần thức đó mới tự do vô ra đạo tràng để nghe pháp, chứ thôi là lại mấy ông bộ pháp phải không phủi đi ha. Chỉ cần vậy cả là bay mất xứ, không có cần làm gì đâu. Mấy ông bộ pháp kinh khủng lắm. Chỉ cần quơ một cái là bay không biết cái xứ nào luôn, không biết đường quay lại. Tức là những người đó là trước phút lâm chung chưa có dự vào hàng ngũ quy y làm đệ tử của Phật thì rất khó được vào các đạo tràng. Đây là cái mà chúng ta phải biết nha. Và chưa nói là cái cảnh giới của cái người quy y nó cũng là khác nữa, nó là hoàn toàn khác nữa. Một cõi giới, một cảnh giới của cái thế giới người âm đã quy y Tam Bảo nó khác với cảnh giới và cõi giới người âm không quy y Tam Bảo, khác nhau nghìn trùng. Và ở trong cái cõi giới của những người quy y Tam Bảo nó có một cái gì nó rất là yên bình. Thì cái việc mà nhân quả xấu, nhân quả tốt thì được sanh trong cái đó cái đã rồi mới nói chuyện tiếp, hiểu không? Còn người không quy y thì nó sẽ không được vào cái cõi đó mà nó ở một cái cõi thế giới âm khác. Và có tội không tội thì cũng tùy thôi mà xử lý nó từ từ. Chứ không phải là thế giới âm nào nó cũng là chung mấy người chết về chung một chỗ, không có chuyện đó đâu. Nó khác biệt nhau nghìn trùng. Người có quy y theo một giáo chủ nào đó thì đương nhiên là ở đó họ cũng sẽ có một cái thế giới để có thể dung chứa những người theo họ. Ví dụ như người theo Chúa sẽ có một cái thế giới riêng. Tất cả mọi cái đều có thế giới riêng. Ở đây chúng ta sinh hoạt riêng thì rõ ràng cõi âm kia họ cũng sinh hoạt riêng giống như mình. Họ không có giống nhau đâu. Nhưng mình bỏ qua hết cái đó đi, mình nói tới cái chuyện là do nhập thai. Thì chúng ta không có tội, không có cái gì đáng kể hết. Và theo nhân quả thì đời này mình sẽ trở lại nhập thai với một cha một mẹ mới của mình. Nếu như mình có tu tập, mình có thiền định và mình được quyền chọn lựa trọng gì. Trong cái thế giới mà những người đã có quy y, có tu tập thì họ có cái gì đó nó tự do, nó khác thường. Họ không phạm lỗi phạm gì thì họ tự do khác thường. Những người mà không quy y thì họ không có quyền này, nhưng mà người có quy y họ lại có cái quyền chọn lựa đó nữa. Quyền chọn lựa thì cũng không vượt hơn cái phước mình đâu. Có thể là sẽ hiện ra ít lắm là cũng 5-3 cặp vợ chồng sẵn sàng làm cha làm mẹ mình, hiểu không? Nhưng mình có tu, mình tỉnh, mình thấy cái phước mình cũng hơi kha khá rồi. Đi vô hai chồng nghèo này nó mất công, mất thời gian rồi là mình lâu quay trở lại, hiểu không? Cho nên lựa được một cặp nào nó cũng có cái thiện căn tốt và khá giả một chút, cái mình xin chọn như đó, tự do chọn lựa nha. Trong này tôi nói người mà không có tội và có cái phước lực á, chứ không có phước lực thì họ không có quyền gì đâu. Họ không có phước thì không có lợi, không có quyền. Trong thế giới ông nó cũng hơi bị kỳ kỳ vậy đó. Thì vậy là cái người có phước họ sẽ có cái quyền chọn lựa cha mẹ của mình, không thể nào mà vượt quá phước được. Nhưng mà trong số những cái cặp vợ chồng mà mình có thể nhận làm cha làm mẹ, mình chọn là ông này là có quy Tam Bảo, nó không có tu, không có phước hơn và có điều kiện hơn, cái mình chui vô đây cái mốt ra mình đi tu sớm hơn, đại khái vậy mình được chọn vậy, cái mình chui vô mình nhận là tôi vô đây chứ tôi không qua bên kia. Nó được cái đó nữa nha, hay gì đó. Và khi mà chúng ta nhập thai thì bị dính ác gì đó. Tức là khi mà chúng ta thấy ngọn lửa dục của nam nữ thì chúng ta bị một cái lực hút không cưỡng được.
nếu đó là cha mẹ mình. Một lực hút không cưỡng được là chúng ta có một đường dây bị hút vô. Chung quanh cũng hàng triệu, hàng tỷ cái vong linh muốn chung vô, nhưng mà nó không có cách nào chung được, vì nó không có đường dây nghiệp báo với nhau, không có đường dây nhân quả với nhau, nó không có vào cái thai này được. Vì vậy là coi như mình được hút vô. Hút vô đụng cái đầu, cái râm vô cái tử cung cái là bị quên hết những chuyện thức. Tới đây mới quên, chứ còn trước đó chưa quên rồi nha. Khi bị cái lực hút chúng ta cũng vẫn chưa quên. Hút kinh khủng lắm, hút chúng ta không tưởng tượng nổi đâu. Tức là mình tưởng tượng như phản lực bay cái vèo lên hư không mà mình bị cột dây bay ơn sao rồi đó. Không có tưởng nổi, nhưng mà lúc đó là thật sự là cái sự hoang mang sợ hãi nó cũng có xảy ra. Tại vì nó bất ngờ, nó bất thường quá, nó không có bình thường. Nó không có bình thường, không cho mình đi bình thường, mình đứng bình thường, mình tới bình thường. Cái gì nó hút mình đi tới cái gì đó thì mình lúc đó không có tưởng đây là một đường dây của nghiệp nè. Lực của nghiệp nó kinh khủng như vậy. Không có râm, ngất, quên hết chuyện cũ. Cái này ông bà mình nói là uống cháo lú, ăn bát cháo lú trước khi thọ thai. Thì tất cả những cái gì liên quan tới đời trước mình mất hết. Và chính cái hoảng sợ đó đó mình mới muốn bám vào một cái gì đó, thì tự động cái âm dương nam nữ, tức là cái tinh trùng nó chạm tới nõn cầu, nó phát ra một loại ánh sáng nữa. Trong cái tâm tối mù mịt đó, nó tự nhiên nó thấy ánh sáng, cái nó phóng vô, bám vô. Bám vô đụng cái đó rồi bắt đầu mất, ngất, quên hết hoàn toàn. Thì mình chỉ thấy mình, vẫn có mình nha, vẫn có mình trong cái sự tâm tối. Và có một cái gì đó để mình bám rất là bình yên. Cảm giác đầu tiên là cảm giác bình yên. Sau khi bị một cái lực cuốn kinh hoàng đó thì mình chạm tới cái gì đó, mình bị ngất xong rồi mình tỉnh lại, thì mọi cái với mình đều rất là xa lạ, rất là hoang mang, nhưng mà có một cái gì đó rất là bình yên để mình đeo bám. Thì đó chính là gì? Tinh trùng và nõn cầu của người mẹ. Được cái thức mình bám vào thì xem như là thụ thai, lúc đó mới được gọi là thụ thai. Và như vậy là chúng ta không còn khả năng để rút lui nữa. Tới đây mới được gọi là không có khả năng rút lui, không có khả năng rút lui. Và do không có khả năng rút lui đó, trong một cái thoáng ngất đó, thì tất cả những cái nhân quả được hình thành với cái đoạn đời mới của mình. Đó, trong cái giai đoạn mà mù mịt hoàn toàn không biết cái gì, chỉ biết yên thôi, thì mọi cái nó tới để mình ý thức mình là mình, nhưng mà mình không biết mình là ai hết đó. Có mặt mình ở đây với một bóng tối đen ngòm, với sự bất an vô tận, thì bây giờ có được một bến bình an và mình đang đeo bám từ từ thì mình cảm thấy là mình có mình. Và mình với bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo của mình trong cái đời này thì bắt đầu nó hình thành từ từ, bắt đầu có não bộ, rồi có sự nhận biết mà theo cái kiểu mà mê mờ mù mịt của mình ở trong đó, nó nhận biết từ từ, mê mờ mù mịt từ từ thì nó sẽ với bao nhiêu nhân quả nghiệp báo nó hình thành đầu mắt tai mũi lưỡi thân rồi đó, nó hình thành. Vậy là kể từ ngày bám đó là không nhúc nhích được, không nhúc nhích, họ hết đường dây dung giải rồi, vô đó là không có đường ra nữa, chờ ngày chui ra thôi. Tao bị kẹt như vậy, nói lòng vòng để gì? Để mình trả lời cho được cái câu mà Bồ Tát vào thai nè. Bồ Tát vào thai có bị một cái trận cuốn kinh hoàng không? Xin thưa không. Có bị mù mịt không? Dạ không luôn. Cái này là không. Bồ Tát đủ cái trí tuệ để có thể thấy được là ai đủ tư cách để làm cha làm mẹ của cái phân thân này. Và sau khi đã nhận biết rồi, đã được rồi đó. Muốn hiện cái gọi là gì? Cái hình tướng thọ thai thì nó hiện kiểu gì đó thì cái người phàm mình hoàn toàn không biết được, không theo quy luật của cõi phàm. Vì không phải tôi đi bằng nghiệp, không phải đi bằng nghiệp mà đi bằng lực của từ tâm, lực của từ bi, lực của trí tuệ, và đi bằng tất cả những cái gì nó thuộc về định lực và trí tuệ giác ngộ. Thì nó vượt phàm, nó không theo quy luật của ai. Không theo quy luật của ai. Nhưng mà năng lực nó đủ để có hình thành một thân mới. Và bằng cái lực đó để hình thành một thân mới ở trong cái thai đó. Còn cái thần thức thì sao?
Trong một số quyển kinh diễn tả đúng không? Không biết đoạn sau này Quan Nghiêm có nói không? Hồi xưa tôi đọc quyển kinh nào quên rồi, nhưng mà diễn tả như thế này. Cái Bồ Tát biến cái gì? Cái tử cung của bà mẹ thành lầu cát Di Lặc. Và Bồ Tát sẽ lui tới đó để giáo hóa khi cần thiết. Chứ gì nó không phải là cái tử cung nữa mà nó là thai tạng. Nó là thai tạng để là cái nơi giáo hóa tiếp tục. Có nghĩa là từ lúc vào thai cho khi, từ cái ngày mà có cái dấu hiệu nhập thai, thì xuyên suốt kể từ ngày đó cho tới khi hiện tướng xuất thai. Chứ không phải là sanh, chúng ta phải dùng cái từ rất là rõ ràng là hiện tướng vào thai và hiện tướng xuất thai thôi. Thì hai cái mấu chốt đó để thấy rằng theo quy luật con người thì ngày đó đậu thai, ngày đó sinh ra. Nhưng mà các vị giác ngộ thì sẽ hiện tướng vào thai và hiện tướng xuất thai. Hiện tướng thôi để cho nó phù hợp với thế gian, tại vì đồng sự nhiếp là phải nhiếp cho nó đông. Không đồng thì người ta nghi. Thì hiện tướng vào thai và hiện tướng xuất thai. Còn trong khoảng giữa đó thì các vị Bồ Tát tự do lui tới ra vào cái thai tạng đó. Có nghĩa là lầu cát Di Lặc được hình thành, nó là một lâu đài, một nơi mà Bồ Tát thường xuyên lui tới để giáo hóa chưa từng đoạn dứt. Tức là cái phước của Bồ Tát đó mà giáo hóa cho chúng sanh các cõi như thế nào, thì Bồ Tát đi tới đâu ở nơi đó lại hiện thành cái lâu đài để mà Bồ Tát tiếp tục giáo hóa. Giống như bây giờ chúng ta đã học cái phẩm mà cái gì? Đâu sức thỉnh Phật trước rồi đúng không? Thì như vậy là những cái lâu đài, những cái lầu cát được các cõi, ngay cả tất cả các vị cõi trời cũng không so được. Chúng ta đọc chúng ta thấy rõ ràng các vị cõi trời cúng quá trời lâu đài đúng không? Đức Phật cũng gật đầu nhận. Trong lúc đó các vị Thánh A-la-hán cũng cúng lâu đài cho Đức Phật, Đức Phật cũng gật đầu nhận. Các vị Bồ-Tát cúng lâu đài, Đức Phật cũng nhận. Nhưng cuối cùng Đức Phật ở lâu đài nào? Của mình. Là bài của mình, ngồi trên tòa sư tử của chính mình. Tại vì á, cái phước lực của một cái bậc giác ngộ mà chuẩn bị thành Phật thì gần như không có cái quy luật nào trong tam giới này có thể cản trở nổi cái phước lực của một bậc đại giác ngộ. Chúng ta phải hiểu điều này nha. Thì như vậy là sao? Cái phước của Phật đi đâu, ở đâu? Thì thứ nhất là gì? Cái nơi mà Đức Phật hướng tới, cái nơi Đức Phật mà gọi là tác ý để trụ, dù trụ một sát na thôi, thì nơi đó cũng là phước báo và nơi chốn của Phật, chứ không còn là của phàm nữa. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên cái thân phàm không phải là nơi chứa cái ông Đại Bồ Tát để chuẩn bị thành Phật. Cái người phàm này không có đủ cái phước đó, không đủ cái phước đó. Đó là cái ấn điểm, một cái hiện tướng nhập thai và một cái hiện tướng xuất thai thôi. Chứ còn cái phước lực của một Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật là kinh khủng lắm. Khắp tất cả các cõi nước mười phương mới đủ sức để chứa nổi cái phước lực của một vị Phật chuẩn bị ra đời. Chúng ta nghe Phật xuất thế trở lại nha. Tức là hôm nay cũng còn trong mùa Phật đản. Mình mới nghe cái chuyện của Phật xuất thế lại. Chứ nhiều khi chúng ta nghe Phật xuất thế chúng ta không hiểu hết. Ba cái chuyện lịch sử nó kể thì nó nhìn theo cái gốc của phàm phu nó nói chuyện. Bây giờ đang nói chuyện ở cái gốc của Quan Nghiêm, bằng cái góc nhìn của Quan Nghiêm. Thế vậy là chúng ta phải nhìn cái phước lực của người đó, họ cái phước gì? Họ phước trời thì sẽ là như thế nào? Đúng không? Phước của vị Thánh sẽ như thế nào? Phước của ông Phật thì như thế nào? Và phước của loài người như thế nào? Chúng ta phải phân định cái phước đó. Ví dụ như một tổng thống Mỹ đi mà qua Việt Nam, nó phải lựa khách sạn kiểu gì? Khách sạn Việt Nam thì không đủ tầm để có thể cho ông ở rồi. Nhưng mà thôi cũng tạm tạm lựa cái thằng nào 6 sao đi. Đúng không? Phải ở. Và trước khi ông tới thì bao nhiêu binh lính qua nó kiểm tra, nó rà mìn, nó sẽ đủ thứ chuyện tốn tiền, tốn gạo. Cái tiền mà gọi là dọn chỗ, dọn nơi, tạo sự bình yên á hả? Cho một đêm ngủ của tổng thống qua một cái nước Việt Nam thôi là mình xài hết đời chưa có hết được 1/10 cái số tiền đó nữa. Cái chi phí đó, cái chi phí đó nó kinh khủng lắm. Bao nhiêu khách sạn chung quanh là cỡ như là rào chắn, là mướn hết, bảo vệ hết, thậm chí là con đường đó còn không cho ra vô, nhân dân đủ thứ chuyện trên đời như vậy. Bọn tổng thống mà qua mấy ngày thôi đã là như vậy rồi.
Nó là cái phước, ổng là một tổng thống của nước bự thôi, đúng không? Bây giờ nếu mà ông trời mà thật sự xuống đây hả, là kinh khủng lắm á. Là cả cái thế giới loài người mình chuẩn bị vào tất cả những cái gì quý nhất để mình đón cái ông trời xuống. Nếu mà nói là ông vua trời xuống tới thăm cái cõi của mình thì mình gần như là mình còn không đủ phước để có thể rước nữa, đúng không? Huống chi là một cái vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật, là thầy của ba cõi, là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại. Thì cái đời cuối là đã viên mãn phước đức và trí huệ đi tới đây rồi. Chúng ta tưởng là sao so nổi. Cả cái thế giới loài người của mình, cái phước lực của cả thế giới loài người của mình hiện tại bây giờ chưa có bằng là cái gì? Một giọt nước nữa. Mà cái phước của Đức Phật cả một đại dương mênh mông như vậy, thì một người phàm nào đủ để có thể nhét cái người đó vô trong bụng? Không có, không ai đủ phước này hết trơn á. Chỉ là một niệm thôi, một niệm thôi, một niệm thôi, một niệm thôi. Là đã quá phước cho cái bà Ma Gia rồi. Vậy đó, chỉ còn một niệm vô đó thôi, và sau đó thì bà đủ cái phước để sanh lên cõi trời rồi. Tức là được chọn lựa đến mức độ đó, đó là được chọn lựa rõ ràng chứ không có chuyện ngẫu nhiên rồi. Thì như vậy là chúng ta biết rằng với cái phước lực của một vị Bồ Tát mà nhọc thai không giống người phàm, chúng ta phải hiểu điều này. Mình trong cái mù mịt để sinh ra, Bồ Tát trong cái trí tuệ giác ngộ chọn cái nơi để gửi một ý niệm dự thai. Ở đây chúng ta dùng lời từ là gửi một ý niệm dự thai. Và sau đó vẫn tự do sinh hoạt như là cái sinh hoạt của một cái vị thánh bình thường, không hề đoạn dứt, không có cái chuyện là cách ấm vô minh như một người phàm phu của mình. Hiểu chưa? Mình thì hồi sau khi bỏ thân này thì mình cũng hiểu biết như bây giờ, không khác gì. Nhưng mà chạm râm vô tử cung cái là khùng. Không phải khùng mà hết biết luôn, mù tối mù mịt, tối tâm hoang mang, không có cái lối gì, không có chỗ để bám. Và sau đó rồi thì tất cả những cái chủng tử nghiệp thức sanh tử nó bắt đầu nó mới hình thành cái thân của mình. Nhưng mà muốn nói là cách ấm vô mình, cái đoạn cách ấm vô mình thôi là hoàn toàn không có ở một vị thánh. Tại vì với cái trí tuệ bậc thánh là không bao giờ bị mù tối trở lại. Với cái thiền định, với cái định lực của một bậc thánh là không có chuyện này. Cho nên một cái sự chọn lựa sáng suốt vào ra như là lui tới ở cái cõi thánh. Hiểu không? Chứ không có vụ mà chui vô tử cung là tử cung là đầy cái sự nhơ nhóp như cái kiểu của mình là không có chuyện đó đâu ha. Nên chúng ta nên hiểu vậy. Vậy vậy là muốn nói tới Đức Phật xuất thế, chúng ta phải nói một chút ở cái điểm này để mọi người đều hiểu ra là khi Đức Phật vào thai như thế nào. Tại vì tôi cũng nghe nhiều cái bài giảng Phật đản rồi, tôi cũng vẫn chưa thấy quý thầy nào đặt vấn đề này. Thật ra bữa nay là mình do giảng kinh Quan Nghiêm, mình muốn nói để cho chúng ta thấy một cách rất rõ ràng là hoàn toàn các bậc giác ngộ vào ra trong tam giới này không phải vì nghiệp. Cho nên cái việc mà thọ thân này thọ thân kia không có chuyện cách ấm vô minh. Và không có cách ấm vô minh thì không có kẹt trong cái bào thai, không có kẹt trong cái tử cung của bà mẹ. Và tử cung của bà mẹ thì liền biến thành một cái gì? Một cái nơi đẹp đẽ như cái cung điện. Thực sự đối với Đức Phật thì chỗ chỗ nơi nơi đều thanh tịnh. Đối với các bậc giác ngộ thì không có chỗ nào là chỗ ô trược, không có chỗ nào là chỗ trói cột trong cái thấy nhìn của tất cả các bậc giác ngộ rồi. Cho nên đó là ở thế gian thì nó hiện cái tướng đó theo cái nhìn của thế gian mà thôi. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì các vị đang tự tại cõi giới của mình, lui tới ra vào trong cõi giới tâm của chính mình, hiện tướng người, mượn thân người hoặc mượn thân ai đó thì cũng bằng trí tuệ, bằng năng lực thiền định và trí tuệ cũng như là cái phương tiện giáo hóa mà mượn thân ở cõi nước nào đó làm một chúng sanh tương ứng với một chúng sanh trong cõi nước đó. Chúng ta phải hiểu điều này nha. Chứ nhiều khi qua nhiều mùa Phật đản chúng ta cũng nghe nhiều, chúng ta cũng học nhiều, nhưng mà đôi khi hỏi lại cái mình lù mù. Hỏi thiệt là từ trước đến giờ mình nghe mình học nhiều lần về lễ Phật đản của mình rồi, trong đầu mình có nghĩ là Bồ Tát chui vô thai ở đó nằm đó chờ 9 tháng 10 ngày ra không? Hỏi thiệt cái trả lời thiệt đi. Phải không? Đầu mình cũng nghĩ giống như mình vậy đó. Nghĩ giống như mình là tội chết á. Mình không hiểu nổi cái phước
Ở đây dùng một từ là lui tới bằng cái phước và cái trí tuệ. Ngay cả cái người ở cõi trời mà xuống sanh ra một cái vùng nào đó thôi là vùng đó là có chuyện rồi. Hiểu không? Một cái nơi đó, một cái người mà Bồ Tát, hoặc là một hồi tôi nói các vị cõi trời xuống thôi, chưa nói Bồ Tát, một nơi đó đang nghèo, đói, đang khó khăn, đang hoạn nạn ha. Một cái ông cõi trời xuống mà ông cõi trời khá khá một chút á, là ông xuống chỗ đó nó yên liền. Không có đơn giản đâu, yên luôn cả một cái vùng như vậy đó. Cái phước trời mà, phước trời thì đủ gì, vì vật chất, về bình yên, hai cái nó phải có, cho nên tới đâu là yên tới đó. Chưa nói là các vị Thánh A-la-hán là thầy của tam giới rồi, và các vị Bồ Tát là cao hơn nữa, còn Đức Phật là kinh khủng hơn nữa. Đó, cho nên Đức Phật xuống đây mấy ngàn năm mà giờ này mình còn hưởng quá trời quá đất. Mình còn lui tới đây mình còn hưởng. Chưa nói là giai đoạn đó. Vì vậy là trước đây nên nhớ một điều là Bồ Tát Hộ Minh chỉ nhìn thấy là ở trong thế gian này hai vợ chồng ông này cũng nhiều đời, nhiều kiếp tu tập, cũng có cái phước báo và xứng đáng cho mình gọi là hiện cái tướng nhập thai. Hiểu không? Hiện tướng nhập thai, tác ý nhẹ vô đó là vào đó mang thai. Và hiện tướng xuất thai, hiện tướng xuất thai. Ý vậy là trong lúc mà hiện tướng nhập thai cũng như hiện tướng xuất thai thì Bồ Tát vẫn nguyên là Bồ Tát, không có thay đổi miếng nào, không có gì. Cái việc nhập thai mà bị thay đổi công phu thiền định cũng như trí tuệ của mình, không phải vì cái đó mà làm mê mờ cái trí tuệ, cũng như không vì cái đó mà làm bất an của một cái phân thân của một vị Bồ Tát. Chúng ta nên nhớ rõ điều này dùm. Không có chuyện đó, không có chuyện đó, không phải ngu phu như mình. Mình bị lực hút vào, hiểu chưa? Còn các vị không có lực nào có thể cuốn hút vào sanh tử hết á. Nên nhớ là các vị Bồ Tát tự do đi vào giống như mình, đi một cách rất là tự nhiên, không bị bất kỳ một cái lực nào bị thúc đẩy, mà là vì cái lòng từ mà khởi niệm đi cứu độ. Nhớ điều này là Bồ Tát và các bậc thánh đi lui tới trong sanh tử vì lòng từ mà lui tới để cứu độ, cho nên các vị tự do đi, tự do đến, tự do vào, tự do ra, mà không bị lệ thuộc bất kỳ một cái quy luật thế gian nào. Chúng ta nên nhớ điều này, không có vụ mà chui vô rồi 9 tháng 10 ngày rồi mới chui ra. Không có lý luận nó được. Chúng ta nên hiểu điều này. Và rõ ràng mình có một lần mình giảng về ý nghĩa Phật Đản thì có một cái bài Pháp Thường của chư Phật đó. Thì trong đó Đức Phật cũng nói rõ, Đức Phật cũng diễn tả là khi mà Bồ Tát Hộ Minh đã gọi là tác ý nhập thai, chứ không phải gián thần nhập thai nữa, mà là tác ý nhập thai. Tác ý tức là khởi một niệm thôi. Không có ví dụ mà mình, bởi vì mình dùng cái từ gián thần nhập thai là đem hết tất cả thần lực chui vô thai là sai. Tôi không chấp nhận cái từ gián thần nhập thai đó đâu. Không có cái chuyện gián thần nhập thai là đem hết cái thần lực, đem hết cái tâm thức, đem hết nhân quả, đem hết nghiệp báo để chui vô thai giống như mình thì mới gọi là gián thần nhập thai. Còn này không có, nó chỉ là một tác ý rất là nhỏ, một phân thân cực nhỏ của một vị Đại Bồ Tát. Hiểu không? Chứ không có vụ gián thần nhập thai. Gián thần nhập thai là ôm hết tất cả những hiểu biết, những trí tuệ, nhân quả, nghiệp báo chui vô. Gọi là gián thần. Mà nó phân biệt rõ cái từ này. Ở trong cái, những cái nghi thức đụng, tôi chưa có đụng tới, tôi chưa có sửa. Tôi sẽ sửa những cái câu từ này. Không có cái chuyện gián thần nhập thai mà là phân thân ứng hiện cái hình tướng gọi là nhập thai. Tức là phân thân hiện tướng nhập thai chứ không có gián thần nhập thai. Và rõ ràng cái từ phân thân nó rất là đúng. Nhưng mà ứng hiện nhập thai tức là cái thần lực của các vị ứng hiện cái hình tướng nhập thai chứ không gọi là gián thần nhập thai được. Bỏ cái câu đó đi. Ai mà mốt tụng nghi thức tôi chỉ để được coi là nghi thức Phật Đản. Nó có những cái chúng ta sai trầm trọng lắm, mà tại vì mình nhìn theo cái nhìn của phàm phu, mình viết theo cái kiểu của phàm phu mà không phải, không có đúng với cái chuyện của Bồ Tát. Một vị Đại Bồ Tát thể hiện cái phân thân lần sau cùng để thể hiện trọn vẹn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là gọi là nhất sanh bổ xứ nữa. Cái từ này tôi còn phải nói lại nữa đó. Không phải bị sanh tử một lần cuối thành Phật. Dạ xin thưa, không có cái nghĩa này. Các vị Bồ Tát thể hiện cái năng lực, cái thần lực và cái phân thân của mình hiện trong một cõi nước đó để hiện tướng Phật, chứ không phải là nhất sanh bổ xứ, tức là được sanh một cái thời cuối cùng để thành Phật. Tôi sẽ môi cái vụ nhất sanh bổ xứ ra nữa. Quan nghiêm thì được môi, tôi môi hết.
Mấy cái từ này là tôi sẽ mô ra hết, tôi nói là một lần để mà mới sẽ có một cái bài gì đó để coi. Một là lễ Phật hành đạo, hai cái gì đó là mình sẽ nói cái vụ này ra để thấy rằng cái lễ về sắc của mình, tam hợp của mình nó còn nhiều cái từ chữ cần phải chỉnh cho nó vượt ở cái tầng. Phải nói là Đức Phật và vị Đại Bồ Tát đã vượt thoát hằng hà xa số cõi, xa số kiếp rồi mà không có cái vụ mà nhất sanh bổ xứ, tức là sanh một cái đời được sanh một cái đời cuối cùng để thành Phật, sanh đời cuối cùng để chứng A-la-hán thì có. Hiểu không? Thì cái đời đó không còn bị sanh làm phàm phu nữa, gọi là bị sanh hay là được sanh hay là cái gì đó thì phải nói cái đời trước khi chứng A-la-hán đó. Từ khi chứng A-la-hán rồi là không có cái chuyện bị sanh hoặc là được sanh. Nghĩa là không có cái từ đó nữa, không có gắn vô một vị Bồ Tát là bị sanh. Không có, Bồ Tát không có Bồ Tát là bị sanh đó đó. Để mà nói chuyện Phật xuất thế mà còn kinh khủng hơn Bồ Tát nữa là không có cái chuyện mà nhất sanh bổ xứ. Không có đó. Gián thần nhập thai là một, nhất sanh bổ xứ là hai. Tôi sẽ bổ mấy cái này ra. Sai lầm, có những cái sai lầm mà nó thiệt á, nó để thành nhiều kiếp lắm rồi. Mà bây giờ mình nó không có đụng vô là cả như nhiều kiếp sau còn sai nữa. Cho nên là những cái từ này, những cái chữ này là không được để vô. Tức là sau khi chứng quả là hán rồi là không được sanh, không bị sanh, không ai khiến đi đâu hết trơn á. Tức là từ khi mà chứng thành A-la-hán là tự tại lui tới trong tam giới và thấp tất cả các cõi giới của chư thánh. Không ai sai khiến đó. Tự do gần như là tuyệt đối. Chúng ta ví dụ nha. Tại vì quý vị chưa tiếp xúc với một số người, chưa có biết được một số người. Ví dụ như có một số người Việt Nam của mình bây giờ. Mình nói Việt Nam của mình bây giờ là gần như họ đi khắp tất cả các nước rồi, từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi gì đó. Họ không cần visa giống như mình. Quý vị tin không? Họ không đi đâu cũng mọi giá ở đây à. Đó, họ có được cái quyền đó là gì? Ví dụ như vậy đó. Ở trong cái thế giới loài người của mình bây giờ là cái người mà có quyền đó thì mấy người? Cũng không có mấy người đâu. Đại khái là cũng có một số những cái nguyên thủ mà đi là không cần làm visa. Đúng không? Nguyên thủ đi đó cần làm visa. Nhưng mà có một số người họ cũng làm những công việc và họ đi họ cũng không cần làm visa. Và tôi cũng biết rất là nhiều người như vậy, không cái visa qua Mỹ là không đi, mua vé đi à. Quốc tịch Việt, nhưng mà muốn đi đâu là họ đi không cần visa. Thì đó là cái mà chúng ta phải biết thêm, chứ không phải là như vậy là trong cái cõi nước của mình nó cũng có nhiều người như vậy rồi. Còn các vị cõi trời thì lui tới ở các cõi thấp hơn là chuyện bình thường, không cần xin phép ai. Đúng không? Mà cõi trời xuống là những người chưa có vượt ra ngoài tam giới, cho nên họ vẫn phải bị cái quy luật sinh tử. Chúng ta phải nói như thế này, họ vẫn bị cái quy luật sinh tử của cõi đó. Xuống cõi dục là phải chui vô thai chui ra. Vì anh chưa có vượt ngoài tam giới. Trừ các bậc chứng thánh quả A-la-hán mà lui tới trong các cõi là không còn quy luật nữa. Chúng ta dụng từ là không còn quy luật nữa. Ba cõi nó không có cái luật nào hết trơn. Hồi xưa là chưa chứng quả A-la-hán thì mới còn rằng ta còn tới lui đây chứng quả A-la-hán rồi là chuyện đó không có. Thành ra tới lui hay không là quyền của các vị. Chọn ai để tới lui là quyền các vị. Ở đâu bao lâu là quyền các vị. Mượn mấy ngày là quyền của các vị. Gọi là quyền tự do. Chứ mình tu mình chứng thánh quả mà mình không có cái quyền này thì tu làm chi? Tu làm chi? Nó được cái đó đó. Tức là cái quyền của các bậc chứng thánh là đi các cõi thánh thì không bàn rồi. Đây gọi là cái sức tự tại, thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới, muốn làm vua cõi nước nào làm vua cõi nước đó, muốn làm thường dân thì làm thường dân chơi. Chứ còn muốn làm vua chuyện đó cũng không khó, mà không phải làm vua một cõi mà làm vua của ngũ châu thiên hạ nữa kìa. Của tứ châu thiên hạ nữa chứ không phải bình thường. Thật ra là chúng ta phải hiểu được cái việc mà gọi là xuất thế, tức là hiện tướng nhập thai, phân thân hiện tướng nhập thai, phân thân hiện tướng nhập thế. Chúng ta phải nói rất là rõ như vậy. Nay tại vì còn mùa Phật đản mà lỡ trúng được cái khúc này hay quá. Phân thân hiện tướng thôi, chứ không có gián thần nhập thai, không có. Thì như vậy là không có cái chuyện mà gọi là cái gì, thôi mà dùng cái từ đảng sanh mình phá cái nó hư chuyện hết thôi đi. Còn cái chuyện đó nữa. Có những cái từ chữ mà mình không thể nào mà chấp nhận nổi thì mình có thể phá, còn nào mà xài tạm tạm được thì để nguyên xài. Không có cái nghĩa đó luôn á.
Tức là nếu mình nói mà cho nó sát từ, sát chữ, sát nghĩa mà đúng như thực tế của một cái vị Đại Bồ Tát ra đời thành Phật thì mấy cái từ chữ đó là gần như không có. Nhưng mà thế gian mình xài thôi đi, để xài cho cái kiểu của thế gian thôi. Chứ còn nếu mà nói xuất thế của một Đức Phật thì chỉ là một cái phân thân rất nhỏ. Một phân thân rất nhỏ nhiệm trong ngàn muôn ức thân của một vị Đại Bồ Tát hiện thân vào một cõi nước nào đó. Bởi vậy là hằng hà sa số cõi nước cũng là như thế, chứ không phải một cõi nước này. Tại vì nữa là chỉ bài Đức Phật xuất thế một thế giới hoặc là nơi tất cả thế giới, thì mình phải nói rộng là tất cả thế giới, cũng giống như thế giới loài người của mình. Nhưng các cõi giới khác á, cũng có một số cõi nước họ không phải vào ra bằng thai giống như cõi người, và có thể họ xuất hiện bằng ánh sáng, hiểu không? Có những cái cõi nó phải ra vô bằng thiền định. Thì chuyện này nó nhiều, nhiều nhiều tầng, nhiều lớp. Nhưng mà riêng mình ở cõi mình nói chuyện cõi mình, như là không bị đi vào thai bằng quy luật của thế gian. Tức là không có chuyện mà là nam nữ hòa hợp rồi thần thức bị cuốn vào nhập thai. Chuyện đó tuyệt đối không có, không có nằm trong quy luật này. Và không có cần. Ví dụ như có một cái chư thiên cõi trời dục giới, thì hai người có cái gọi là cái dục nghiệp khởi lên. Tôi nói cõi trời dục giới là chưa bước qua sắc giới, sắc giới là cái vụ này không có à. Như vậy là tự động hoặc là đến một cây cổ thụ, nó không có nhà cửa nữa, là cây cổ thụ tự động rủ xuống giống như cái dù che. Rồi sau đó rồi bắt đầu là cây nó trở lên bình thường trở lại, hai người đi ra xong rồi là nó có những cõi trời được sanh ra giống như thai nhi. Nhưng mà trong kinh diễn tả cái đoạn này thì tôi thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà mình muốn lặp lại. Như vậy là cái vị thiên nữ đó sẽ sanh ra một đứa con ở giữa ngã tư đường, không phải sanh khổ sở như mình ở đây. Nếu mình ở đây do ăn uống tạp nhạp sanh nó bị này kia, nó còn mấy vị chư thiên cõi trời không có đó. Khởi dục niệm rồi là nữ sanh con, rồi sanh ngã tư đường và tự lớn lên là do tất cả chư thiên cõi trời lo, chứ không có vụ sanh con rồi nuôi giống như mình, không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Tại sao vậy? Tại vì cái duyên của cái dục nghiệp của hai người thôi. Và cái người mà được sanh về cõi trời đó đó không phải do liên hệ nhân quả cha mẹ giống như cái cõi của mình. Ở một chút nó khác rồi đó, đây lên đó một chút rồi nó khác vậy. Là tại vì ở đây cái ông bà nào đó, ông làm phước lớn quá, ông chuẩn bị ngày đó ông sanh cõi trời, rồi ông mượn hai người kia đi ra xong chuyện. Không có dính gì đó, không có dính gì đó. Phước của ông được sanh lên trời và phước trời của ông được hưởng hết một đời đó, đúng không? Nhưng mà giai đoạn đầu thì các vị kia là nuôi nấng này nọ kia, đó là một cách diễn tả ở một bản kinh nào đó, tôi đọc lâu quá tôi quên rồi. Thì đó là những cõi trời thấp cận kề cõi người của mình, cõi trời tứ thiên vương hay gần đây thôi. Nhưng lên Đế Thích hay là Đao Lợi Thiên hay là Quan Âm Thiên gì gì đó trở lên là không có chuyện này nữa à. Anh kia là anh nhập định mới được lên à, đi vào bằng thiền định. Thì nó hoàn toàn khác biệt nữa rồi. Đó, thật ra là chúng ta thấy càng lúc càng khác, càng lúc càng khác. Các vị lui tới kia bằng thiền định, đúng không? Mà là chỉ là cõi trời thôi. Còn người đó làm chủ tam giới, ra ngoài tam giới tự tại sanh tử rồi, mà trở lại bị lệ thuộc cái quy luật của thế gian, phải chui vừa hai, phải nằm 9 tháng 10 ngày là thiệt là tôi dám bảo đảm đó nha. Bây giờ không biết mấy giảng sư nào giảng thoát cái này chưa nữa. Nó mới khổ thiên hạ nữa nè. Chắc chắn là chuyện này tôi sẽ bàn với ban Hoằng Pháp. Không thể là tôi không nói cái vụ này được. Nhưng mà để coi cái cuộc họp nào để tôi nói thôi. Chứ không thể nào mà không có bàn cái chuyện này được. Tại vì đừng có để thiên hạ hiểu lầm cái kiểu này. Để lại hiểu lầm thì rõ ràng là một vị Bồ Tát không có giá trị gì. Bồ Tát không có chịu quy luật của thế gian. Những cái bậc thánh đã vượt ngoài tam giới là không còn chịu quy luật của thế gian nữa, không có chuyện mà chung vô thai rồi chung ra vai. Thành ra là hiện tướng là con voi nó hiện vậy là đủ rồi. Và khi bước ra, hông bên hữu, thì cái đây cũng là một cái cách nói chuyện mà gọi là cái gì. Cho tới giờ phút này á, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về tôn giáo vẫn còn tranh luận về cái chuyện mà đưa tay hái cành hoa vô ưu rồi từ cái hông hữu bước ra. Rồi mình cũng lý luận hông bên hữu là bên phải, bên đúng, bên chánh pháp, bên trái là bên tà, bên gì gì đó, đại khái trong cái lý luận sanh ở đó.
Cái vụ này nó cũng khác nữa nè nha. Cái vụ này cũng không có giống phàm nữa đâu. Cho nên hồi xưa phải chi mà cái người mà giết đầu tiên là nó bắt đầu nó trò trên đầu hoàng hậu bước ra thì ngon. Ngon hơn. Nói bên hủ tôi còn chưa chịu nữa. Bước không bên hủ rồi. Bước ra đâu cũng được, đừng bước ở dưới. Không thể được. Tại vì ngay cả các vị chư thiên cõi trời còn phải để vị Đại Bồ Tát trên đầu để lễ lại à. Chúng ta phải thấy điều này. Một cái hiện thân mặc dù chưa chứng Phật quả nhưng đã là một Đại Bồ Tát rồi thì không có chui chui ở đâu, dưới nách cũng không được, trên nách cũng không được nữa, không phải là trên đầu. Thì nó mới đúng tầm. Không biết sao mấy ông hồi xưa giết dở quá. Phải có tôi đó được ý kiến. Thật sự là phải trên đầu mới được. Mà cả tam giới này được, tức là khi mà chứng quả A-la-hán lần đầu tiên là nó thầy trời người rồi, thì cả tam giới này nó hướng về một vị thánh để lễ lại bằng tất cả cái sự cung kính rồi. Mà bây giờ một vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật mà chung chung ở dưới này không có đỡ, không có vụ dưới này đâu, tôi không chịu. Mà tôi chắc bà nứt sọ chung ra thì được. Không, cái này là nói Phật đản là phải nói cỡ cái tầm đó đó thì nó mới ra chuyện. Chứ còn tự nhiên một Đại Bồ Tát mà nó chung chung nó không, không có chuyện đó đâu. Tôi cãi. Nó nói Đức Phật xuất thế, chúng ta phải nói là trên đỉnh của tất cả các cái đỉnh. Nếu mà thế gian trân trọng cung kính Đức Phật thì phải đặt Đức Phật ở một cái vị trí nào đó thật sự là tôn quý thì nói chuyện tiếp. Còn nói chuyện mà hạ xuống cái pháp để nó gần gần với cái phàm không được. Cái phàm này là cái trần tục, không có xứng đáng. Dưới nách là không được. Từ cổ lên tới đầu thì mới xứng tầm. Thôi cái bước ra ót cũng được, hay là nứt cái giỏ chung ra đi thì nó ăn tiền nhất luôn. Thật ra nói chuyện Đức Phật đản sanh hồi xưa mình đọc thì mình thấy nó hay hay, nhưng mà sau này mình đọc ấm ức gần chết luôn, chưa có cơ hội để nói. Nhưng mà giờ nay đụng tới Hoa Nghiêm là mình được quyền nói. Tại vì đây Đại Bồ Tát nói chuyện Phật xuất thế mà. Thì mình phải nói theo cái kiểu cái nhìn của một cái bậc giác ngộ. Nói việc giác ngộ của những cái bậc xuất thế mà gọi là khai thị cho tam giới là giác ngộ thì kinh khủng lắm, không có đơn giản, không có nhìn theo cái nhìn của phàm phu được. Cho nên là hiện tướng gọi là phân thân, hiện tướng nhập thế và phân thân hiện tướng xuất thế. Xuất thế là một cái gì đó nó ra ngoài cái thế gian luôn, hiểu không? Chứ không phải là bị sanh trong thế gian, mà cái cách xuất hiện á, cái cách xuất thế của một bậc Đại Bồ Tát á, là nó một cái gì đó ở ngoài, ở ngoài tất cả những quy luật của trần gian, gọi là hiện thân xuất thế, hiện thân nhập thế và hiện thân xuất thế. Nó phải thấy cái từ chữ đó mới đủ tầm để có thể nói được vị Đại Bồ Tát ra đời cõi nước rồi đó. Và hiện thân gì? Hiện thân thành Phật, hiện thân nhập Niết Bàn, tức là một cái sự thị hiện á, thị hiện để nhập thai, rồi thị hiện xuất thế, rồi thị hiện thành Phật, rồi thị hiện nhập Niết Bàn. Tất cả những cái đó đều là những cái thị hiện của một phân thân trong ngàn muôn ức thân của một vị Đại Bồ Tát. Không có chuyện mà đời cuối sanh nữa, như không có vụ nhất sanh bổn xứ gì nữa đâu nha. Mấy cái từ chữ đó không biết nằm bản gốc là bản nào thì tôi chưa biết, nhưng mà đến sau này mình đụng tới thực sự, nếu mà trong bản kinh Hoa Nghiêm mà còn đụng tới nữa thì hy vọng là sẽ nói nhiều hơn. Tại vì giờ chưa có chính thức là gặp chỗ nào. Nhưng mà tại đang nói Đức Phật xuất thế. Kỳ rồi mình nói kiểu phàm phu. Đúng không? Cái đoạn cuối hôm tuần rồi là mình nói kiểu mình xuất thế kiểu phàm phu. Nhưng mà bây giờ mình nói xuất thế của một bậc thánh. Nó rõ ràng. Tại vì phải nhìn ở hai góc. Cái góc độ thế gian thì kỳ rồi mình nói rồi. Nhưng mình nói ở này để chi? Để thêm cái lòng cung kính đối với những bậc giác ngộ. Chưa nói là Đức Phật đã là giác ngộ rồi thì cũng không có lui tới như phàm phu của mình. Hồi nhỏ mình đọc, mình nói, tức là tôi cứ thích tôi mò tìm những cái chuyện mà nói về sinh tử của người này, sinh tử người kia, sinh tử của bậc thánh rồi đó. Thì phàm phu mình là gọi là cái gì? Phần đoạn sinh tử. Còn các vị A-la-hán trở lên gọi là chuyển tiếp sinh tử. Tôi nói các vị A-la-hán gắn hai chữ sanh tử đã là sai rồi mà còn chuyển tiếp nữa là sao? Hồi đó mình thắc mắc vậy, mình chưa có đủ hiểu. Nhưng bây giờ mà tôi biết con cha nào giết thì chắc tôi đánh trả 30 gậy.
A-la-hán rồi còn sanh tử. Ngay khi chứng quả A-la-hán rồi dứt tất cả những cái mầm móng sanh tử của tam giới để mới gọi là đạt được cái lậu tận. Lậu tận rồi là không có bàn cái chuyện ông đó là sanh tử được. Hiểu không? Đã lậu tận rồi là hết sanh tử, chấm dứt sanh tử. Và muốn nói tới ổng là không được quyền dùng hai chữ sanh tử gán vô. Đừng nói là chuyển tiếp, tức là từ La Hán chuyển thành Bồ Tát. Mà lý luận cũng hay lắm. Tôi đọc cái quyển kinh gì tôi quên rồi. Hồi nhỏ mình đọc mà mình nhớ, mà tôi thắc mắc, tôi nói ủa sao mà tu chứng thánh quả La Hán mà còn sanh tử nữa, là mình hồi đó hiểu không nổi, mà không biết đường để cãi. Bây giờ thì cãi được rồi. Cho nên là không có vụ gán cái chữ đó vô. Mới muốn một quý vị mà có đọc lại cái quyển nào mà nói chuyện đó cho tôi hay giùm. Để tôi biết tôi nói chuyện. Quên rồi, đọc lâu quá quên rồi. Nhưng mà là mình là phần đoạn, tức là mình chết từng đời, các vị đó là không có chết, cho nên chuyển tiếp, gọi là chuyển tiếp sanh tử. Cũng không thể chấp nhận được, không có dùng hai cái tử sanh tử vào đây. Vì các vị đều là bất sanh bất diệt, đã đạt tới cái cảnh giới thánh A-la-hán là không còn sanh diệt, không có thay đổi được đâu, không có cái vụ mà đoạn này, đoạn kia, đoạn nọ. Mình nhìn theo kiểu phàm phu của mình đó, ví dụ như bây giờ có vị Bồ Tát xuống đây, cái là 80 năm sau tịch, rồi cái là thu thần tịch diệt, rồi quay trở lại đây nữa, ví dụ vậy đi. Thì mình nhìn theo cái kiểu thế gian mình là nó có cái đoạn sanh tử này 80 năm, đoạn sanh tử kia, ví dụ như 100 năm hay gì đó, là từng đoạn sanh tử, mình nhìn theo cái kiểu phàm phu của mình. Nhưng mà thực sự Bồ Tát không phải như vậy, vì một phân thân thì không có tính cái đoạn sanh tử. Từ cái bản thể thanh tịnh của một bậc giác ngộ tác một cái niệm đi đến cõi nào đó là giữ nguyên nha, hiểu không? Và thu lại, giống như đưa tay ra, rút tay về. Trong đoạn giữa nó không có cái vụ gián đoạn. Đi tới đây, rút về. Nói cái kiểu nó vậy đó. Nó không có cái vụ mà ngắt đoạn giống như mình. Và gần như là tất cả những phân thân đều nguyên ở một cái trạng thái thiền định, trạng thái trí tuệ và trạng thái lòng từ như nhau, không hề có bất kỳ một cái sự gia giảm nào trong cái phân thân của một vị Bồ Tát. Đó, đây mới là cái điều tuyệt vời nè. Từ trí tuệ nè, từ thiền định nè, từ lòng từ, hiểu không? Là không hề gia giảm, không có bị suy giảm, dù đi đến bất kể cái cõi khó khổ xấu xa nào, xuống tới địa ngục như hôm trước mình nói, là vẫn giữ nguyên cái năng lực thiền định, trí huệ và lòng từ, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Thì vậy là hỏi là Đức Phật nhập thai cũng như vậy, còn hơn như vậy nữa. Kể từ khi mà Bồ Tát hộ minh chọn cái cõi người của mình, đầu tiên là chọn cái cõi chứ đã, hiểu chưa? Chọn cái cõi để phân thân, và chọn cha mẹ nào để phân thân, đó là hai cái, đúng không? Thì như vậy là lúc đó cả cái cõi nước, cả cái loài người của mình, nếu nói chung, riêng đất nước Ấn Độ, riêng thành Ca Tỳ La Vệ, thì sao? Tất cả chư thiên của các cõi, chư Bồ Tát, các cõi chư Đại A-la-hán, các cõi là bắt đầu theo cái phân thân của Đức Phật mà đến đó hộ vệ. Như nãy tại sao mình nói Tổng thống Mỹ thì cũng vậy đó. Ổng mà quyết định cái ngày qua Việt Nam là rần rần người đi trước, dọn dẹp trước, giống như vậy á, hiểu không? Thì vậy là khi ông xong chuyện rồi, mấy anh an ninh rồi rút về. Thì khi Đức Phật mà thị hiện nhập Niết Bàn thì tất cả chư thiên các cõi, các vị thánh A-la-hán này nọ kia là sẽ đi theo hộ Đức Phật ở cõi nước khác. Vậy chưa? Thì vậy là trời ơi, kinh khủng lắm. Nếu mà quý vị mà tưởng một ngày thôi nha, một ngày mà Bồ Tát tác ý đi tới cái cõi của mình thôi nha, là ngày đó sáng rực, tức là cái đêm mà Hoàng hậu Ma Gia mà nằm mộng thấy con voi 6 ngày mà chui hông bên hũ ha, là không phải Ca Tỳ La Vệ đâu, mà tất cả cõi nước đều được chối sáng. Và kể từ ngày đó là đầy rẫy chư Đại Bồ Tát, các vị Long Thiên đều, thứ nhất là gì, tụ hội vào đó để chuẩn bị nghe Bồ Tát lui tới giảng đạo. Nó đã, tức là nhận đó rồi làm cái điểm để lui tới giảng đạo. Chứ không phải chung vô tung tay đâu. Điều đó là cái chỗ giảng đạo đó. Thì kể từ khi
phân thân để nhập thai thì chỗ đó nó trở thành cái lầu cát, trở thành cung điện, lầu đài cho chư thiên tất cả các cõi nước, chư thánh tất cả các cõi nước, chư Bồ Tát tất cả các cõi nước đến đó để được học đạo tiếp tục với Bồ Tát hộ mình. Đó, gần như là giáo hóa không có ngày dừng, cứ là khi mà đã giác ngộ rồi giáo hóa không có ngày dừng, cho nên là phân thân vô cõi nước nào thì cũng liên tục giáo hóa như thế, chưa có một phút giây dừng nghỉ. Đây mới là cái điều đặc biệt của Bồ Tát nè. Chứ không phải chui vô nằm trò co đó là trời sinh ra không biết gì. Không có chuyện đó đâu. Chuyện đó là tuyệt đó không có. Mình trước nay mình có ly lưu bụng nhớ thì giờ lấy ra xóa cho mình. Đừng bao giờ nhớ tới cái chuyện đó nữa. Không có vụ chui ra nằm co ro tới 9 tháng 10 ngày bước ra cái hông bình hủ đó đâu. Không có cái chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó. Ở đây mình không phải là mình thần thánh quá, nhưng mà đó là cái sự thật của chư thánh đi lưu chuyển các cõi giáo hóa chúng sanh. Mình phải hiểu được cái giá trị của một cái bậc giải thoát đi trong tam giới giáo hóa chúng sanh là một cái gì đó nó ra ngoài cái quy luật đời thường của các cõi. Đương nhiên là mượn cái tướng để sống mấy chục năm là đã mệt lắm rồi. Còn cái vụ mà chung ra chung vô kia là không có. Nên nhớ điều này là tuyệt đối không bao giờ có. Đó, để chúng ta hiểu được Đức Phật xuất thế là như vậy. Chứ kỳ rồi, tại vì mình nói không có hết. Và nói xong rồi tôi về tôi nói kiểu này mới mốt người ta hiểu lầm nữa. Tự nhiên là sáng nay đọc trở lại nhớ. Thì mình sẽ nói tiếp để mọi người để thấy rằng cái giá trị thật, cái sự mà lui tới đích thật của những bậc giác ngộ là tuyệt đối không có bất kỳ cái quy luật nào của cõi nào có thể ảnh hưởng được cái lực định trí tuệ lòng từ của một vị đại Bồ Tát đang tới ở cõi nước đó. Chúng ta nên hiểu điều này ha. Cõi mình cũng vậy thôi, cõi mình không ai có khả năng ràng buộc cái gì hết trơn á. Không có cái vụ là vô đây rồi phải như thế này thế kia, không có chuyện đó đâu. Nói chuyện với mấy người cõi phàm thì được, mà đối với các bậc thánh, các bậc đại Bồ Tát như Đức Phật là đại Bồ Tát lời cuối thị hiện tới đây, gọi là thị hiện tới đây để thị hiện thành Phật, thì tất cả những cái đó đều là những cái sự thị hiện bằng cái năng lực giác ngộ tối thượng của một đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật. Thì bây giờ phàm phu mình có được quyền gì không? Nhớ người bình thường ở cõi này thôi mà đi tới nước mình á, là nó làm gì nó làm, kêu ai đi thì người đó đi, kêu cho ai ở người đó ở đó. Người bình thường thôi nó còn vậy á. Mình không có quyền gì hết trơn á. Đất nước của mình mà nó tới nó ngủ mấy đêm thôi nó làm ông cố tổ, có thằng nào dám nói gì nó không? Đó là chuyện bình thường thôi đó. Còn các bậc thánh thì thôi không bàn nữa. Vượt ngoài tam giới là cái quy lực, cái quyền lực luôn, chúng ta dùng từ là quyền lực luôn đó. Không có bị bất kỳ cái gì ha, chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên đó là cái cách của Đức Phật xuất thế. Chúng ta không có bàn sâu, nhưng mà muốn nói những cái điều mà phải dùng cái từ là rất là then chốt của cái việc xuất thế của các bậc thánh. Không giống người phàm, và quy lực của tất cả các cõi không có khả năng ngăn trở và không có ảnh hưởng chút nào trong cái việc thiền định trí tuệ và lòng từ của các vị khi các vị tự do tự tại lui tới trong tất cả các cõi để cứu độ chúng sanh. Một cõi nước và tất cả các cõi nước đều như thế. Đó thì mình phải hiểu được Đức Phật xuất thế là như vậy. Đó, thì như vậy là oai lực giải thoát bất tư nghì của chư Bồ Tát chỉ và Đức Phật xuất thế ở một thế giới, ở nơi tất cả thế giới, cũng như là thần thông biến hóa của tất cả các Đức Phật và oai lực giải thoát bất tư nghì của chư Bồ Tát. Đó, kèm theo mấy cái này là chúng ta sẽ hiểu được. Tức là oai lực giải thoát bất tư nghì, tức là oai lực, cái uy lực của vị Phật, vị Bồ Tát nó kinh khủng lắm. Chúng ta không có tưởng nổi đâu. Bây giờ mình đi mình nói chuyện trong nước, chứ còn thật sự nha. Ví dụ như bây giờ Bồ Tát Di Lặc đang ở cung trời Đâu Xuất đi, mà có một chúng sanh ở một cái cõi nào đó, Ngài muốn phân thân tới đó để giáo hóa, thì cũng vậy á, giống như Bồ Tát Hộ Minh hồi xưa vậy, rừng rừng chứ đợi Bồ Tát tới đó để dọn đường cái đã, sanh ra rồi những cái nơi mà hoàng cung rồi có những cái quan đại thần hiểu biết Phật pháp rồi rầy rẫy ở trong đó đúng không? Trong sôi Bồ Tát mới xuống, nó giống vậy đó. Thì vậy là
cái sự xuất hiện những người thân cận của Bồ Tát mà khi xuống ở cõi phàm á. Ví dụ như nhà nàng Yajurala đi, trong sử không nói nhiều, và không nói chuyện này thì cũng hơi bậy bạ. Kể từ ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi tu, Yajurala cũng không mang hài, mang dép giống như trước kia, đi chân không, đồ trần, mặc đồ nâu như một người xuất gia, quý vị tin không? Đó. Nhưng mà trong sử không có nói, tại vì sợ nói giống như dính với một cái vị mà Đại Bồ Tát, một vị thành Phật rồi, nó còn đem cái người mà ăn ở nói sợ bị dính nhiễm. Họ không muốn bàn, nhưng mà không bàn đâu được, chung quanh đều là những cái vị dữ không à. Tức là đã nhiều đời nhiều kiếp gặp gỡ, đời cuối mới được thân cận gần gũi, mà thân cận gần gũi một vị Đại Bồ Tát dễ lắm sao? Thì đương nhiên các vị thị hiện là một Đại Bồ Tát, một Đại Bồ Tát thị hiện để thân cận một Đại Bồ Tát, chúng ta phải nói tới cái mức đó. Không phải là bi lụy, là khóc lóc, là thế này thế kia, không có chuyện đó. Bả tưởng tượng như Thái tử Tất Đạt Đa đi chân đất không? Thì bả cũng bắt đầu bắt đi chân đất. Tưởng tượng Thái tử Tất Đạt Đa ăn chay nằm đất, bả cũng xuống đất bả nằm, chứ bả không nằm trên giường niệm cao. Đấy, tưởng tượng mà Thái tử Tất Đạt Đa mà ăn một ngày một bữa, bả cũng bắt đầu ăn một ngày một bữa. Tại vì cái hạnh nó được sống dậy. Tức là kể từ khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà xuất gia thì tự động nó kích hoạt, nó khơi dậy cái ký ức tu tập của một Bồ Tát. Và bắt đầu vị Bồ Tát nó cũng tiếp tục tu hành để vượt thoát. Bây giờ quý vị tưởng đi nha, tôi không biết sử có nói hay không thì mình không biết, nhưng mà bây giờ tưởng tượng nè, nếu như trong kinh, tôi nghĩ là chắc có nhưng mà họ lội ra, đương nhiên là sau đó là bà Mahavasa Va Đề xuất gia đúng không, thì trong đó Yajurala cũng xuất gia, mà sao không biết có nói không, không biết, không biết thầy gặp đọc có gặp không biết, chắc chắn là có, và chắc chắn là chứng thánh quả luôn. Tôi dùng từ là chắc chắn á, thì mới trúng. Không có được loại ra là sai, đừng có ngại. Tại vì Bồ Tát họ hiện tướng gì đó một chút thôi, có dính cái gì đâu mà. Không có dính gì với phàm phu này. Và họ được sống với nhau cũng là cái nguyện nhiều kiếp. Ví dụ như là La Hầu La cũng là gì? Cũng là một cái hiện tướng của một cái vị đã từng tu tập chứng thánh quả. Cho nên đời đó cũng ở trong hàng tăng chúng của Đức Phật cũng chứng thánh quả. Người phàm mới tu đời chứng nổi không? Vì vậy là những người mà theo Đức Phật chứng thánh quả đời đó là họ là những người đã tu tập với Bồ Tát nhiều thời kiếp rồi, mà thân cận với Bồ Tát và được sanh ra cùng một nhà với Bồ Tát thì không phải là người phàm đâu. Cho nên là cái đời cuối thành Phật thì chung quanh Đức Phật đều là bậc đại thánh, chứ không có người phàm mà chơi chung được. Đủ phước để nói chuyện với nhau 3 phút không? Cái người phàm mà tâm phàm mà dính nhiễm rồi mà gần một cái vị Đại Bồ Tát như vậy hả? Chư thiên búng một cái không biết đi bao nhiêu ngàn cõi nước, không biết đường quay lại. Đừng có giảng chơi, không có cái chuyện đó đâu. Không có cái chuyện đó, đừng có nghĩ cái kiểu phàm của mình. Cho nên là tôi nói là nếu mà mình đọc lại một cái số cái gì đó liên quan tới sử Đức Phật, một số cái quyển kinh nào mà có dính tới cái chuyện của Yajurala mà xuất gia tu hành mà chứng thánh quả thì mới ngon. Phải diễn tả được cái bà này bà tu tốt để bà chứng thánh thì mới đúng. Chứ gần gũi bị gọi là chỉ còn mấy khoảnh khắc nữa thành Phật à, mà bà không có cái gì thì chứng tỏ rằng cái vị Đại Bồ Tát trước khi thành Phật không có năng lực. Tôi nói thật, chỉ cần gần thôi, hoặc là cái vị Đại Bồ Tát chỉ đưa tay vỗ lên đầu một cái thôi là bao nhiêu nghiệp tập nó tiêu hết. Nói chi là sống mấy ngày, mấy giờ, mấy năm ở gần gũi mà cái lực của Bồ Tát đó mà không đủ để chuyển bà này tu hành chứng thánh là người đó không thành Phật nổi đâu. Phải thấy được cái giá trị thực này. Cho nên sau này tới Trung Hoa thấy cái nguyên cái gia đình của Bằng Long ủng hộ đạo. Ví dụ vậy đi, chúng ta thấy không? Họ gom gom xuống họ chơi chung nhà, cái họ cũng đi tự tại. Huống chi Đại Bồ Tát như một Đức Phật mà Yajurala giấu lại làm cái gì? Đem bà này ra để nói lên cái sự thật của bà kể từ khi gặp Đức Phật.
và thậm chí cả cái việc mà chung sống rồi này nọ kia để thể hiện sự không dính mắc cho tới ngày cuối ra đi, ngon là phải dựng bà gia du rồi la lên hai người nói chuyện chia tay ngon lành mới đi, chứ không dụ đi lén giết chữ đi lén cũng chịu. Trời ơi, các bậc thánh xuống đây mà nói chuyện lén lén đi đi, lén đi để thành Phật nổi không? Nói chuyện nó có những cái mà tôi dùng cái từ là rất là thấp giá cho một vị đạo Bồ Tát. Cái lực, tôi nói cái oai lực ở đây mới nói tới cái ai lực giải thoát nè. Sử dụng cái oai lực giải thoát của vị đại Bồ Tát trước khi giải thoát để cứu chúng sanh muôn loài thì phải cứu được cái người bên cạnh mình. Ôi vậy mới ngon chứ. Cái người bên nách đã từng chung sống rồi kề vai áp má với mình đi cái lén lén đi mà thành Phật nổi sao? Tôi nói tôi giảng sử lại là tôi sẽ nó môi tôi sẽ môi ra mấy cái chỗ này ít lắm rồi, ngon là nó làm một bữa tiệc chia tay rồi là gia du là la phải nói những lời ngọt ngào, nói cho nó ngon lành là chúc đi cho là gặp được tất cả những đại minh sư tu hành sớm được giác ngộ giải thoát để cứu độ chúng sanh, rồi là nắm tay dìu để ra tiễn đi. Phải vậy mới được, không có vụ đi lén cái tôi không chấp nhận. Trời ơi, vị đại Bồ Tát mà không lẽ sợ bà này ôm lại. Kỳ cục giết sử mà nó sợ bị dính. Mấy cái ông mà viết cái đoạn đó là sợ bị dính. Mấy anh chả sợ là bà này nắm tay chia tay trước khi đi tu bị sợ dính. Không có, tôi chắc chắn là làm một lễ tiệc rất là lớn. Đương nhiên là không cho vô tịnh phạn hay. Ok, đúng. Nhưng mà Gia Vô Đà La chắc chắn là sẽ biết. Tại vì một vị mà Đại Bồ Tát không bao giờ giấu giếm trần gian này điều gì. Huống chi là người thân cận ăn nằm với mình mà giấu. Trái đạo lý. Mất đạo đức. Đúng không? Dối trá một người là mất đạo đức không? Một người đã từng ăn nằm với mình mà giấu người ta, giấu giếm người ta nó đi rồi người đó có thật không? Mà như vậy có phải Đại Bồ Tát không? Hỏi lại đi. Mấy người cho giết sử lộn rồi. Đoạn này là tôi sửa. Làm bữa tiệc linh đình đó nha. Suốt 3 ngày 3 đêm hai người tâm sự nói chuyện đạo lý rồi nọ là Gia Du Đà La đã ngộ đạo trước khi Thái tử Tất Đạt Đa lên đường. Rồi nắm tay dắt nhau tiễn tới cổng thành. Thái tử Tất Đạt Đa ung dung ra đi, không có vụ trốn đi nữa đêm. Vậy mới ngon. Trời ơi, sử một bậc đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật mà đi tu lén lút đi, tức không? Mà đó tôi đọc tôi thấy gì ngờ ngỡ nha, tôi thấy ủa sao kỳ vậy ta? Mình kỳ mà mình không biết kỳ cái gì. Nhưng bây giờ mình nghiệm lại về cái cơ bản đạo đức, cái cuộc sống này giấu với nhau là sai rồi. Thậm chí là phải nói chuyện luôn tới cả vô tịnh phạn. Đương nhiên là có những cái lý luận mà trước khi đi là vô định phạn cũng ngăn cản. Rồi thì Thái tử đòi vô định phạn phải thực hiện những cái điều mà Thái tử muốn. Vô định phạn không thực hiện được cho nên là phải chấp nhận. Nhưng mà ngày đó đi vô định phạn không tiễn đưa. Mà điều này chúng ta phải nói là có cái sự thỏa thuận tuyệt đối của Hoàng cung trước khi Thái tử ra đi. Hoặc là sự tiễn đưa linh đình thực sự để tiễn Thái tử Tất Đạt Đa đi thì tuyệt vời không còn gì bằng. Tự nhiên trốn đi. Nghe nó kỳ lắm. Đúng không? Ông Phật của mình mà trốn bỏ trần trốn đi. Không có đâu. Phải dùng là oai lực giải thoát tự tại của một Bồ Tát trước khi ra đi là chuyển hóa hết những người thân trong gia đình. Không có nói là sau khi chứng quả mới quay lại nói chuyện. Là sai, tôi không chấp nhận. Phải nói là trước khi Thái tử ra đi, Hoàng cung nhất là vô tịnh phạn cũng như cái người thân cận nữa là Gia Du Đà La đều rất là đồng tình, rất là đồng ý, rất là hoan hỷ để tiễn một bậc đại Bồ Tát lên đường hành đạo để chuẩn bị thành Phật cứu độ chúng sanh. Như vậy thì sử Đức Phật nó mới trọn vẹn. Tôi nghi là nó xóa cái khúc này. Không biết cha nào xóa ghi vô thôi. Chứ bảo đảm là tiễn đi linh đình. Cái giá trị của cái bậc Bồ Tát á, ví dụ như mình đi nha. Bây giờ mình là phàm phu đây nè, mình chưa có nói mình Bồ Tát nè, đúng không? Mà mình đi theo đạo Phật mình tu tốt rồi thì cái người bên cạnh mình được ảnh hưởng không?
Nếu mà mình không ảnh hưởng người bên cạnh mình, có nghĩa là mình tu không ra khỉ gì hết á. Điều đó nó rất thực tế, đúng không? Còn nếu mà tôi mà ngon lành hả, là người bên cạnh tôi dứt phát là họ phải ngon lành. Điều đó mới được. Có thế gian người ta nói là dưới tay kiện tướng không có quân què. Đúng không? Cho nó một bậc đại Bồ Tát bên cạnh toàn là phàm phu dính nhiễm sao? Nói chuyện vậy mà cũng đi nói được. Nó thành một cái sử của một bậc đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật thì quá thiệt là nó cái sự này khập khểnh lắm, nhiều chuyện khập khểnh lắm, mình cần phải nói lại. Thì vậy là nếu mà mình không được bàn luận trước công chúng để có thể chỉnh đổi thì mình sẽ viết lại một cái sử của Thái tử Tất Đạt Đa từ A cho tới Z để quý vị thấy rằng khi mà đọc tới một cái là chúng ta thấy kinh khủng đó. Cái này mới là Bồ Tát nè. Cái này là Bồ Tát chuẩn bị thành Phật. Rõ ràng là tất cả những cái gì mà hiện thân của một Bồ Tát xuống cõi này là hiện thân của một cái bậc giác ngộ tuyệt đối. Thì tất cả những điều chung quanh đều là những cái gì thể hiện cái oai lực, cái thần lực của một bậc đại Bồ Tát giác ngộ tuyệt đối tới đây để sinh hoạt. Cho chúng ta thấy rõ ràng là trong kinh còn nói cái đoạn là cái gì? Trong bữa lễ hạ điền thì vua và quần thần cài ruộng, cúng xong rồi cài ruộng rồi đó là chuyện này chuyện kia đó không bàn. Riêng thái tử lại ngồi ở gốc cây. Người hầu thấy cái chuyện cài ruộng vui quá mới chạy ra, đúng không? Ngắm nghía chơi vui, ăn mừng, nhậu nhẹt dỗ ngoải cho tới 2 giờ chiều. Cái gốc cây thì ở hướng đông, thái tử ngồi quay mặt về hướng tây. Trưa quá ngọ là bị nắng soi vào, cái cây còn phải gục cái đầu nó xuống để nó che. Hả, thọ thần mà còn khôn đến cái mức đó đó. Mấy người có phạm không biết gì hết à. Nói chuyện vậy mà đi nói thọ thần mà hồi mà ổng còn con nít vậy mà ngồi thiền như vậy mà còn phải gục cây để nó che trong suốt cái quá trình ngồi thiền của thái tử. Tới hồi mấy ổng chơi ăn chơi nhậu nhẹt cho tới là 2-3 giờ chiều xong, quẳng hồn không biết thái tử đâu, chạy lại khúc cây là cái cây còn thấy thái tử còn ngồi yên định như vậy, cây cúi đồ xuống để che nắng như vậy. Vua Tịnh Phạn quỳ gối xuống lần thứ hai và nói rằng đây là lần thứ hai mà cha quỳ với con. Dùng cái từ cha con còn chưa phải nữa, là lần thứ hai con quỳ trước ngài nó mới đúng, phải dịch cho nó chính xác như vậy đó. Tức là Vua Tịnh Phạn hết hồn và thấy được một cái người mà còn trẻ ngồi mà thọ thần còn phải cúi đầu che nắng thì không phải là người phàm rồi. Vua Tịnh Phạn không đứng vững trên đôi chân của mình, phải quỳ cái kịch xuống liền, đảnh lễ và thỉnh thái tử đi về. Phải nói vậy đó. Những cái đoạn sử đó cho tôi phải nói cho nó ra cái hồn đó. Tức là Vua Tịnh Phạn không phải là người phàm, không phải là người bình thường. Nên là thấy hình ảnh đó là hai cái chân không còn đứng nổi nữa, trong khi là mấy cái quan đại thần là vẫn còn đứng, nhiều người còn đứng xúm xa xúm xích đúng không? Nhưng mà vua là quỳ gối. Thì cả vậy thì sao nó quỳ theo thì cái chuyện đó nó không nói. Nhưng mà vừa thấy như vậy mà sụm đầu gối là người đó không phải là người bình thường rồi. Đó, quý vị thái tử mới chọn chứ. Chọn là chọn người không có thể tầm thường, người cũng đã trên đưa xuống trước, đã sắp xếp trước rồi. Chứ không phải là cái chuyện tự nhiên, sắp xếp xuống trước mấy chục năm ngồi đó chờ rồi. Đó, tôi nói là chỉ cần tác ý của Bồ Tát là tất cả các vị chư thiên, các cõi, các vị đại Bồ Tát, các vị thánh chúng đã tới đó để sắp xếp mọi chuyện. Rồi thì Bồ Tát mới bắt đầu mới phân thân hiện tướng nhập thai. Những cái chuyện này nó kinh khủng lắm. Về cái thế giới tâm linh, nếu mà chúng ta nói là thành ra nói khoát khoát hay là nói gì đó nó vượt quá cái phàm trần, cái là người ta không chấp nhận nổi. Nhưng mà đây là sự thật, tôi phải nói đây là sự thật. Năng lực oai thần của một bậc đại Bồ Tát, năng lực giác ngộ bất tư nghì của chư đại Bồ Tát, chúng ta phải nói một câu như vậy. Tức là khi mà Phật xuất thế thì thể hiện trọn vẹn cái oai lực giải thoát bất tư nghì của Bồ Tát đi đến các cõi. Rõ ràng trong kinh ghi rõ ràng là chỉ bài oai lực bất tư nghì của Bồ Tát. Khi nói tới cái chuyện Đức Phật xuất thế thì phải nói tới oai lực bất tư nghì này. Thế gian không hiểu nổi và choáng ngợp, cho nên là nó viết sử. Và rõ ràng là sau đó người ta tưởng người ta viết, chứ Đức Phật đâu có kể. Đức Phật không có kể cái điều này, cũng không muốn nói. Tại vì là biết thì đương nhiên là ai cũng biết, khắp tam giới đã biết, chư thần chư thiên ở các cõi đã biết, chư thánh ở các cõi đã biết. Nếu cõi phàm đứa nào biết được, biết không biết được thôi. Cho nên là sau này mấy cái ông sau này tưởng tượng viết,
Không có chính xác, không có nào chính xác. Tại vì đó không có chụp hình, không có quay phim, không có thu âm. Cho nên ông nào muốn nói kiểu gì đó là nói. Thành ra là sử Đức Phật được biết, nhưng mà cái kiểu của một phàm phu thì thiệt là tình luôn, không có nói, không có bàn được. Bây giờ các nhà nghiên cứu về tôn giáo họ cũng bắt đầu đem cái chuyện đó ra luận bàn. Luận bàn theo cái nhìn của một người phàm. Xin lỗi, gán tu 8 tỷ kiếp nữa đi rồi hả, luận bàn một ngày ra đời của một bậc Đại Bồ Tát. Một ngày thôi, chế đựng nó là cả đời. Rồi sử Đức Phật nó là một cái gì đó nữa. Chúng ta phải vừa lạ cho tới hàng tỷ lại thì viết một câu. Đó, bằng tất cả những cái lòng cung kính như thể hiện cái sự tri ân, cái sự thương quý gì của mình á. Rồi hành theo pháp của Phật cũng thấy được cái chuyện quá khứ vị lai, ít ra là cũng thấy được. Thấy được chút chút gì đó thì phải viết trong cái hình ảnh mà mình có thể thấy được bằng cái công phu tu tập đó, chứ đừng có tưởng tượng theo cái tâm thức. Không có ra chuyện của thánh, người phàm không đủ sức. Phải nói một câu gì đó, đứng góc độ người phàm mà viết lịch sử của Đức Phật thành người phàm thì còn giá trị gì? Không có giá trị gì hết, khiến cho người ta không có nói tới Đức Phật đó, hả, là mấy ông cõi trời rung bay bẫy. Mà rồi người của mình khinh khỉnh. Tại cũng do mấy ông viết sử kiểu này nè, người ta đọc nó thấy giống phàm phu như mình quá, là ra cái lòng tôn kính nó không có ngay từ đầu. Sử nó là một cái gì đó, nó kinh khủng lắm, của một cái bậc giáo chủ, bậc thầy của trời người. Chứ ta phải nhìn lại đi. Thành ra cái giá trị đó không có được nâng vượt ngoài tam giới này, thì mình nói chuyện kiểu phàm phu về một Đức Phật. Một Đức Phật trở thành phàm phu trong cái nhìn của thiên hạ, thì sử có thể chấp nhận được không? Chúng ta phải hiểu lại. Chứ nói Đức Phật xuất thế với chỉ và tất cả những oai thần, cái uy lực và oai thần bất tư nghì của một vị Đại Bồ Tát đi xuống cõi nước nào để thành Phật. Dù là một phân thân, nhưng mà phân thân của một bậc Đại Bồ Tát với đầy đủ cái oai thần giải thoát bất tư nghì mà đi tới cõi nước đó. Chứ không phải đi tới theo kiểu người phàm, không có phàm được. Các vị chứng thánh rồi trở lại làm phàm làm không có được. Chỉ mượn cái tướng phàm thôi, nhưng mà tâm thánh là vẫn còn nguyên đó, với tất cả những cái uy lực của mình. Trời ơi, mọi người cuối thành Phật không có tưởng nổi đâu. Tôi nói quý vị, không có thể nào tưởng nổi đâu nha. Trong kinh diễn tả cái ngày mà ra đời là nguyên cõi nước đó, sáng rồi là chim muông reo hót, rồi cây đâm chồi nảy lọc, tất cả suối đều trong mát. Chuyện đó là chuyện của cõi phàm á. Tôi nói thiệt, lúc đó là chư thiên hằng hà sa số cõi tới, nội cái ánh sáng hào quang của chư thiên thôi đã đủ làm sáng nguyên cái quả địa cầu này rồi. Chưa nói là tất cả các vị thánh A-la-hán các cõi, các vị đại bồ tát các cõi đến đó để có thể là hầu hạ đảnh lễ cái sự hiện thân của vị đại bồ tát chuẩn bị thành Phật giáo hóa ở cõi này. Chứ không nói là sự ra đời nha, không có vụ ra đời nữa đâu. Không có vụ chui từ cái hông bên phải. Đó, sự hiện thân, sự ứng thân của một vị đại bồ tát chuẩn bị thành Phật ở một cõi nước sẽ được sự tiếp đón của chư Đại Bồ Tát hằng hà sa số cõi nước ở khắp thập phương thế giới này. Là cả cái cõi nước của chúng ta lúc đó nó sáng rực lên bằng hàng tỷ cái ánh sáng của mặt trời, vì hào quang chói sáng của tất cả các Đại Bồ Tát tập trung về trong cái lúc mà vị Bồ Tát Hộ Minh hiện thân thành người, bước chân tự tại lên cõi người này. Chứ không nói là vô chung trừ không anh phải nữa, mà nó là lúc đó là nó hiện thân thành người rồi đó. Đấy chưa? Và bước những bước chân tự tại trên cõi người này. Trong lịch sử nhân loại chưa từng lặp lại người thứ hai. Và chưa chắc là tam giới này lại có. Lâu lắm. Thì cái chuyện này chúng ta không có dệt thành một cái gì nó linh thiêng thì nó không phải là đệ tử của Phật. Và sợ binh vực, sợ khoa học nó vạch trần. Xin lỗi, mời lại đây vạch trần với tôi. Tôi sẽ nói hết tất cả những cái gì mà tôi có thể thấy biết được của một cái vị Đại Bồ Tát vượt phàm tới đây. Tới đây và dưới tư cách của một người vượt phàm, một người tự tại, một người giải thoát, một người đầy trí tuệ giác ngộ, để có thể cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài trong các cõi, mà lại phân thân hiện vào làm người một chút vậy thôi là đã kinh hoàng lắm rồi. Thì như vậy mới trúng. Và lúc đó tất cả những cái
quân ma, những cái là ma con, là thiên ma ba tuần, hoặc là những cái loài quỷ sứ, rồi tất cả các cõi nước bị ánh sáng và lòng từ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp thập phương chói rọi, khiến nó sinh tâm hoan hỷ luôn cái ngày mà Đại Bồ Tát hiện thân làm người tự tại trên cõi nước này nữa. Ngay lúc đó nó quay quy thuận Tam Bảo nữa. Mới ngon. Ngay bài pháp đầu tiên là hằng hà sa số cõi nước đều quy thuận, đều tới để chúc tụng sự xuất hiện của vị Đại Bồ Tát xuống một cõi nước. Nói vậy đó, nó mới ra vẻ của một vị Bồ Tát chứ trời, nói chuyện y như phàm phu chui ra. Không có cái vụ chui ra nữa đâu nha. Quên đi, xóa đi cái dữ liệu đó dùm. Nếu ai mà lưu bụng nhớ, xóa dùm đi. Cho nó bớt cái tội. Hiểu Đức Phật ra đời như một phàm phu là một tội lỗi. Đối với chúng tôi là một tội lỗi. Ai mà viết thì cái kiểu đó cũng là không biết giờ ở đâu. Để mốt thiền định kiếm coi ngồi ở góc nào ở dưới kia. Thiệt luôn á, cha nào mà viết xử kiểu đó là xuống sâu lắm, không biết cõi nào. Tâm tối hằng hà, cha số kiếp không bao giờ tỉnh lại. Không có dẫn chơi đâu, đụng tới một bậc Đại Bồ Tát thành Phật mà nói chuyện kiểu phàm phu mà nói cái gì. Và những người nào mà không có đủ cái lòng để mà có thể kính tin cái chuyện của Bồ Tát lui tới cực các cõi bằng cái trí tuệ giác ngộ, bằng cái lòng từ, và không bao giờ lui sụp trong cái trí tuệ giác ngộ cũng như lòng từ, thì người đó mới có một chút phước lành đối với cái sự lưu chuyển nhiều kiếp trong sanh tử của các Bồ Tát. Huống chi là đời cuối thành Phật, hiện thân thành Phật, là không còn có cái phước lực nào mà có thể so sánh được, không có trí tuệ nào có thể so sánh được. Rồi một vị mà Phật phân thân đó, chúng ta thấy là rung chuyển cả tam giới chứ không phải là một cõi nước của mình. Mà nói chuyện giống như phàm phu ra đời thì thua rồi. À, cho nên chúng ta lỡ mà lâu nay hiểu kiểu gì đó, thì cũng phải điều chỉnh lại. Dặn cái nút điều chỉnh. Hiểu lại giùm chút đi, không có đơn giản, không có đơn thuần. Không có như sự nói. Chúng tôi dùng cái từ rõ ràng vậy là không có như sự nói. Phàm phu như vậy đâu. Không có, tôi dám cam đoan là không bao giờ có. Những cái chuyện mà gọi là vượt phàm, những cái chuyện gọi là kỳ vĩ xảy ra từ lúc mà vị Bồ Tát phân thân hiện tướng nhập thai. Rõ ràng như phân thân hiện tướng nhập thai. Thì từ đó trở về sau, đất nước Ấn Độ và cõi ta bà của mình là bắt đầu có một cái sự chuyển biến tốt đẹp, có ánh sáng, có hào quang, có năng lực của nhiều cõi đi tới đây trước để ủng hộ, nhiều các vị thánh đi tới đây trước để ủng hộ, cho nên ở cõi nước được biến chuyển, được rung chuyển, được ảnh hưởng tất cả những hào quang và lòng từ các vị Bồ Tát hợp lại nữa, chứ không phải riêng cái lòng từ của một vị hộ minh này xuống đây đâu. Đó, thì cõi nước được chuyển động sáng rực, phải dùng cái từ như vậy. Từ đó mãi cho tới khi mà vị Bồ Tát hiện cái thân người, thị hiện cái thân người tự tại bước ra cõi người này, thì ùng ùng chư thiên các cõi nó kinh khủng lắm. Chư thiên thôi, chúng ta chưa nói cái khác nha, các vị chư thiên thôi là nó kinh khủng lắm rồi. Tại ra sau này mình sẽ có duyên sẽ đọc lại một quyển sử mới, viết với tất cả những khả năng, kinh nghiệm tu tập và trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật. Thì chúng ta phải nói như vậy đó, phải viết bằng cái đó mới được, chứ không viết bằng cái tâm tưởng. Viết mà tâm tưởng thì dẹp qua đi, không có đủ sức để có thể tưởng. Người phàm mà tưởng tượng cái việc của thánh thì thánh thành cái phàm của mình à. Bằng cái tâm phàm mà viết sử thánh rồi nói chuyện mất cười quá. Trừ trường hợp đích thân vị đó nói, chúng ta thâu lại, chép lại thì hy vọng là đúng được ít phần. Còn không phải bằng năng lực thiền định và trí tuệ giác ngộ đủ sức để có thấy được nhiều kiếp quá khứ, thì khi đó mới có đủ cái tầm và đủ cái trí tương ưng với cảnh giới của chư thánh, và từ cảnh giới chư thánh nói chuyện xuất thân của một vị Phật. Còn chưa nói hết nữa, còn chưa nói hết được ít phần nữa. Huống chi mấy cái ông phàm phàm mà viết rồi nghiên cứu bằng từ chữ của khoa học thế này thế kia, và rất là sợ khoa học phản bác.
Thành ra làm viết cái kiểu gì cho khoa học chấp nhận. Xin lỗi, khoa học chưa có tu, cũng là người phàm. Người phàm mà dám thẩm định được cái việc ra đời của vật thánh, sao mà sợ phản bác? Không có đủ sức thẩm định đâu. Và tới hồi một quyển sử mới ra đời, quý vị thấy là chưa biết chừng nào thiếu nợ, nhưng mà tôi chắc chắn là sẽ có một cái quyển đó ra đời để cho mấy ông khoa học thẩm định, nổi không? Trí tuệ cũng là phàm thôi mà, không có nghiên cứu, không có giỏi cỡ nào cũng là phàm. Nhập định thành thánh đi rồi nói chuyện. Viết những cái chuyện của thánh liên quan tới những cái thánh quả thì là những người có phải chứng quả nào, trí tuệ ra làm sao thì mới nói chuyện của những vật đại thánh. Còn mình là phàm, gần như là tụi lũi phàm. Mà đi lý luận về lịch sử một ông thánh thì nói cái chuyện gì. Cho nên tôi nói thiệt, cái khi mà trong nhiều năm lắm mình rất là ngại nói chuyện lễ Phật đản, thưa quý vị, mời rất là nhiều mà tôi cũng từ chối. Đây là phải nói là thật lòng á, tại vì nói theo sách thì có những cái mình không thể nói được, không thể nói được. Lâu lắm rồi tôi không dám giảng Phật đản nữa. Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi. Từ khi tôi biết một số chuyện, tôi nhìn lại tôi nói trời đất ơi, không nói được nữa rồi. Đây là lễ Phật đản quý vị, ít thấy đề tài Phật đản tôi đúng không? Ít lắm, ít lắm. Không dám thiệt á. Không biết sao mà khi mà mỗi lần tới lễ Phật đản tôi rất là buồn, thậm chí tôi ở đây tôi không tổ chức. Chứ tôi là người mà yêu quý Phật lắm, ai cũng tưởng là tôi tổ chức hoành tráng ghê gớm lắm á. Nhưng mà nếu tổ chức mà làm theo kiểu truyền thống, trời ơi, bưng cái gào nước mà xối lên đầu Đức Phật, tôi nói thiệt nha, tôi không hiểu sao luôn á. Không, tôi không biết giải thích làm sao, tôi không biết lý luận làm sao, mà lỡ mà đi giảng Phật đản họ hỏi cái đó là tôi biết đường trả lời, tội nghiệp tôi lắm. Cứ mỗi lần chiếu lên thấy bà này bưng gáo xối lên đầu là sáng sáng rồi đi, tôi nói suy nghĩ thức. Mà lần đầu tôi đi giảng bên Mỹ á, tôi bị làm chủ lễ đó nữa, trời đất ơi. Ông này đâu ngoài mình, ông chờ mình ra để làm tổ chức cái lễ Phật đản tại chùa ông. Mà hồi đầu ông không có nói, tới hồi lên giảng đường xong xuôi rồi rồi bắt đầu mới giới thiệu là thầy Tử Hải từ Việt Nam qua hôm nay chủ lễ tắm Phật. Tôi đứng tôi gãi đầu rất là tôi nói trời ơi, thầy chơi chết tôi rồi. Thầy ông nói trước mình chơi cái kiểu này, tôi ở Việt Nam tôi chưa từng tắm Phật. Bây giờ qua đây thầy bắt tôi tắm Phật tôi không biết được. Bây giờ là thông cảm cho tôi, rồi tôi qua đây thầy mời với tư cách là thỉnh giảng đúng không? Rồi biết thầy tắm gì đó tắm đi, rồi xuống rồi tôi giảng cho nghe. Cha, đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện ngắt luôn, không biết đường phải nói sao. Nói thầy thông cảm, nhưng tại vì bây giờ nếu mà dành cái thời gian buổi giảng cho tôi giảng thì con có thể đứng đây tiếp, còn không đi chứ không không có nhận tấm Phật. Mà đó là cái nơi giảng đầu tiên luôn qua Mỹ, mà cái người đó là người thỉnh mình qua ở Bắc Cali á. Bạn thầy ổng cũng biết, ổng biết, ổng nói mà ừ, thôi vậy giờ là thỉnh giảng sư xuống dưới, tụi tôi tấm Phật rồi thỉnh giảng sư lên giảng. Mừng hú vía luôn. À, rất ơi. Tôi nói cái chương trình này không có, tôi không có nghe thông báo trước, thầy phải thông báo tôi trước mới được. Còn giờ này không thông báo thì cứ mời tôi giảng, mà thì rõ ràng là trong cái lịch tôi dòm là ngày hôm nay là thầy Tử Hải giảng ý nghĩa Phật đản. Tôi tinh thần sẵn sàng giảng ý nghĩa Phật đản, chứ tôi không có tinh thần tắm Phật. À, rõ ràng là chùa Long Vương từ xưa giờ chưa dám tắm lần nào luôn á nha. Mà tôi cũng không biết tổ chức làm sao, tôi không dám nghiên cứu ở đó, tại tôi thấy kỳ kỳ, tôi không biết nghiên cứu và giải thích như thế nào luôn á. Trời ơi, nhiều chỗ còn tắm bằng dầu thơm rồi, mỗi con bà múc miếng rồi húp vậy, đem về, thấy tôi tụm lum. Tôi nói cái chuyện với thầy tôi không bàn vô, nhưng mà những cái nghi thức này tôi không hiểu hết. Cũng có đọc một số tài liệu, nhưng mà nó là một cái gì đó, nó rõ ràng là mình không hiểu, thiệt tình là không hiểu thiệt á. Tại vì chính cái đó như cái bài pháp thường của chư Phật á, trong bản kinh nói rất là rõ mà. Đức Phật ra đời thân vàng ròng, không ô nhiễm một chút bận trần.
dùng lụa tắng lao lên thân Đức Phật con thấy dính miếng bận luôn. Nhớ chưa? Rõ ràng coi lại đi cái bài pháp thường của chư Phật trong kinh Trung Bộ, tôi nghĩ là kinh Trung Bộ, rõ ràng nói cái chuyện đó mà. Thì đương nhiên mình tác tưởng dơ dơ, lấy gì lao cho nó sạch được rồi. Thành cái nghi thức tắm gì. Đại kinh đã nói vậy rồi. Và cũng không có cần vậy, cái nước của phàm trần không có thể gọi sạch ông thánh. Nước gì? Nước thánh không? Nước thánh thì đem tắm thánh. Nếu mà coi đó là vị thánh thì phải dùng nước thánh. Chứ nước phàm mà rọi có chừng dơ ông thánh. Chứ gì nữa, bây giờ coi ổng là ông thánh là phàm, nói tôi nghe đi. Hả? Ai coi ổng ông thánh là phàm? Bây giờ lấy nước gì để tắm ông thánh? Mà mình là cái gì mà mình đi tắm ông thánh? Mà nó thành lễ nghi, nó thiệt là tình luôn, tôi khó hiểu. Bởi vì kêu tôi giảng khó lắm luôn. Xin thưa là sư Thượng Hải giảng lễ Phật đản ít nhất trên thế giới. Không có dám giảng. Tôi mà giảng tôi khùng khùng, tôi nói thiệt cái nó bể dĩa hết luôn. Khó giảng trời đất luôn á. Cho nên bởi vì tới lễ Phật giảng hồi hộp luôn, đừng có bị đừng có bị mời, mà giờ họ hết mời luôn rồi. Nhiều cái đạo tràng mời Phật đản lắm, tôi nói cũng mấy trăm rồi nha, nhưng mà tôi từ chối riết cho tới giờ phút này. Quý vị có bao giờ nghe tôi giảng Phật đản đâu? Ít lắm, ít khi. Tại vì cũng vì ba cái vụ thấy này nè. Rồi lúc đó mình nói nó không có nghĩ gì đó, nó không có phù hợp với truyền thống, bị rầy. Rồi mấy ông rồi đánh đòn mất công chạy. Chắc có sáng nay chúng ta học tới đây, chúng ta nghỉ ha, chiều chúng ta sẽ học tiếp. Thì mong sao là mọi người có một cái nhìn về Đức Phật vậy cho nó phù hợp. Nó phù hợp với cái nhìn của một cái người phàm mà hướng về một bậc thánh khi ra đời, để cho nó đừng có bị mất phước của mình đó. Chứ còn lâu nay chúng ta hiểu theo kiểu phàm phu và lấy cái tâm phàm để nhìn một bậc thánh, nhận định một bậc thánh và giải thích cái chuyện ra đời của một bậc thánh thì nó sẽ bị mất cái phước lành của mình, thì rất là uổng. Mời quý vị nghĩ. Chúng sanh vô biên thề Phật đạo vô